Liên á, làm lấy thành vợ luôn á, là năm 1990 cho tới 2018 ly hôn. Ly hôn? Ly hôn. Trời ơi, mấy đứa con anh? Hai đứa. Lớn nhiều? Cháu lớn nhất là sinh năm 91, cháu thứ hai là sinh năm 2000. Dạ. Mình cũng cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, nhưng về sau này lúc cái thời điểm đó thì bà xã cứ tối là chiều á là cứ đi vũ trường quán bar, thâu đêm suốt sáng vô đó nhảy đầm á. Ừ. Suốt một tháng trời đó, nói chung mình cũng cố gắng mình thuyết phục, mình sống tình cảm mà mình không có vũ lực hay là không có chửi bới bới làm cái gì. Dạ. Bây giờ mình có ép buộc nó cũng chả được cái gì. Dạ. Mình cũng dùng những lời khuyên này kia, cuối cùng đúng một tháng sau thì mình quyết định về ly hôn. Vâng, cũng chắc trở nên mới tới đây. Cũng chắc trở rồi, chắc trở sao? Vâng, em thì ly hôn được 18 năm rồi ạ. Ừ. Vâng, ba đứa con nên là ở mẹ nuôi tụi nó. Hai bên luôn, hai bên luôn. Trời ơi, cái người có kinh nghiệm hùng cái nó đã gì đâu. Ngược lại, ngược lại. Ngược lại chị. Em Quảng Thị Ngọc Loan, sinh ngày 10 tháng 3 năm 75 ạ. Em đến Hoàng từ Lâm Thị Đồng. Ngọc Loan hả? Dạ vâng ạ. Lâm Đồng là huyện nào vậy em? Dạ huyện Đức Trọng. Loan làm gì? Dạ vâng, em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi mời nhà trai. Chào Quyền Linh, chào Ngọc Loan, chào quý vị khán giả khán phòng với chào bạn gái nữ bên kế bên. Mình tên là Vũ Hoàng Đức, sinh 1969, nghề nghiệp tự do. Tự do. À. Anh ở đâu ở Đức? Anh ở quận 12 Lê Văn Khương. Anh làm công việc tự do là cụ thể là anh làm cái gì? Lúc trước anh làm bên trang trí nội thất sân nước á. À anh làm sân nước. Ừ, rồi sau này anh mới chuyển qua bảo vệ anh làm. À quận 12 còn kia là ở Đức Trọng. Anh có hay đi Đà Lạt không? Đức Trọng ngày xưa anh ở ngay nhà thờ Đức Trọng á. Ủa vậy đó hả? Lúc anh thời anh ở là coi như là thời đất đỏ, còn đường đất đỏ xe ngựa đó. À vậy là cũng có duyên gặp người ở Đức Trọng ha. Mời nhà gái cho tôi biết về ưu điểm khuyết điểm. Em thì hay khóc. Ừ. Hai tuổi thân, đôi lúc hơi nóng nảy một chút nhưng mà chịu lắng nghe. Dạ. Còn điểm mạnh của em thì cũng năng động trong công việc, xã giao. Nó hay khóc lắm đó nha. Ừ. Bên kia là phải chịu đó nha. Anh có sợ con gái hay khóc không? Sợ chứ. Sợ. Ừ. Anh thì có ưu điểm khuyết điểm gì anh nói cho nhà gái nghe đi anh. Anh thì nói chung việc nhà, nội trợ, nấu nướng, giặt giũ thì anh làm được hết. Làm hết luôn. Rồi chẳng hạn như nhà em hư, em sửa chữa gì anh đều làm được hết. À. Vậy đó. Nhưng mà anh thì không có nhậu. Anh chỉ có cà phê với lại thuốc lá thôi. Thuốc lá nhiều không anh? Anh trung bình lúc trước anh hút cả gói á, nhưng mà sau này anh có bỏ bớt rồi. À, tuổi mình cũng lớn rồi, bỏ hút thuốc bớt đi anh. Bây giờ hai người cho chúng tôi biết luôn cái đường tình duyên sao đi. Mối tình đầu tiên á là lấy thành vợ luôn á là năm 1990 cho tới 2018 ly hôn. Ly hôn? Ly hôn. Rồi, mấy đứa con anh? Hai đứa. Lớn nhiều? Cháu lớn nhất là sinh năm 91, cháu thứ hai là sinh năm 2000. Dạ. Mình cũng cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, nhưng về sau này lúc cái thời điểm đó thì bà xã cứ tối là chiều á là cứ đi vũ trường quán bar, thâu đêm suốt sáng vô đó nhảy đầm á. Ừ. Suốt một tháng trời đó, nói chung mình cũng cố gắng mình thuyết phục, mình sống tình cảm mà mình không có vũ lực hay là không có chửi bới bới làm cái gì. Yeah. Bây giờ mình có ép buộc nó cũng chả được cái gì. Yeah. Mình cũng dùng những lời khuyên này kia, cuối cùng đúng một tháng sau thì mình quyết định về ly hôn. Rồi nhà cửa thì để lại cho hai đứa con, tự động hai người đi ra. Mà quan trọng là chỉ đi với ai? Đúng rồi, đi với ai và làm cái gì thôi. Có dắt mình đi một lần, Ngọc Lan. Đi vô đó một lần thì mình cũng có thích. Rồi sau rồi cứ cái đà đó cứ muốn đi mà mình khuyên hoài không nghe. Rồi cái kiểu mà giống như nói là giống như là chẳng lẽ tôi là giống như là nô lệ hay là tù hay là muốn đi đâu hay có quyền hạn, nhưng mà mấy cái chỗ đó là mình đừng nên đến. Ừ. Tốt nhất. Có khi nào anh nằm anh nghĩ lại rằng là ủa lý do gì mà vợ mình không ở nhà chơi với mình mà vợ mình cứ suốt ngày đi ra ngoài chơi? Tính của mình thì nói chung không có thích ăn nhậu chứ không thích vô những cái chỗ mà vũ trường quán bar giống như nhảy này kia. Coi như là hai chị không hợp với nhau trong cái mảng giải trí. Thật ra mình nói đây quán bar vũ trường không phải là xấu đâu. Yeah. Một cái loại hình văn hóa, quan trọng là chúng ta xấu hay không là do chúng ta thôi. Yeah. Đó. Cuối cùng đúng một tháng sau, trong cái thời gian mà bà đi á, yeah, mình lúc đó chưa ly hôn á, thì mình cũng có điện thoại, thì cái người bên kia bắt máy không phải là bà mà một người nam. À, rồi. Nó tóm lại là tự động hai người rồi. Yeah. Đi hai ngã, để ngã ba lại cho con hai đứa con ở. Rồi sau cái rồi. Mối tình thứ hai á. Có mối tình thêm nữa. Mối tình thứ hai nó như vậy, giống như một tháng trời đó mình buồn lúc mình ly hôn rồi đó, thì giống như mình sống trong một cái gia đình nó êm ấm, nó quen rồi, cái rồi. Mình rồi. Khi mình bước ra ngoài thì mình cảm thấy nó trống vắng quá. Đúng rồi. Thì cũng quen người trên mạng này kia thôi. Quen trên mạng. Quen trên mạng rồi nói chung toàn bị lừa. Bị lừa quen bao lâu nữa? Quen cũng được một năm mà cứ mỗi lần lừa là cứ vài chục. Vài chục trai vậy đó hả? Ừ. Yên tâm, quen bạn quen hò không ai lừa ai chứ. Thì mình mới sợ để nhờ nó dừng trình. Dạ. Mà tính ra đăng ký tới hơn một năm rồi đó. Hơn năm đó hả? Đúng rồi. Phải tìm chưa được người thôi. Hoàn cảnh anh vậy tôi qua coi bên nhà gái coi làm sao. Chào rồi, xin chào chị gái. Vâng. Cái hoàn cảnh bên đó thì
đường tình duyên nó trắc trở, còn mình sao nè? Dạ vâng, cũng trắc trở nên mới tới đây. Cũng trắc trở rồi, vâng. Trắc trở làm sao? Vâng, em thì ly hôn được 18 năm rồi ạ. Ừ. Vâng, ba đứa con nên là ở mẹ nuôi tụi nó. Ba đứa con lớn nhất là nhiêu chị? Dạ, 27 tuổi. Ồ, nhỏ nhất? Nhỏ nhất thì 23. 23, chia tay ông xã 18 năm rồi ha. Thì sau 18 năm thì em cũng có quyết định nhà quen một anh 6 năm. Ừ. Thì em cũng định đi đến hôn nhân ấy. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có những cái quan điểm không có trùng khớp với nhau. Dạ vâng. Mỗi người đều trải qua những cái sóng gió cuộc đời. Bây giờ chúng ta đang tìm cái sự bình yên đúng không? Vâng. Rồi bây giờ chị trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Chị muốn một mẫu hình người đàn ông lý tưởng sắp tới sẽ như thế nào? Em chỉ cần người ấy là biết chia sẻ. Chia sẻ. Vâng, lắng nghe. Lắng nghe. Có một chút hy sinh và nhường nhịn em một tí. Bởi vì cái tính em hơi nóng. Nóng. Vâng. Ừ. Dùng là phải hiểu chị một tí ha. Dạ, hiểu em một chút. Cả hai đều đổ vỡ với đi đến đây thì em nghĩ rằng là nhịn nhau một chút. Thật ra rất nhiều dạ. Cặp đổ vỡ đến đây. Vâng. Bây giờ họ đang gọi là rất là bình yên, vâng. Rất là hạnh phúc. Bởi vì họ trải qua sóng gió, họ không muốn gây nên sóng gió nữa. Vâng. Chính vì thế nên rất nhiều cặp đôi đến đây đã thành đôi rồi đó. Hy vọng ngày hôm nay hai bên đã nghe chuyện lẫn nhau rồi. Mình hiểu nhau một phần nào đó rồi. Giờ đó. Em sẽ hỏi nhà trai coi là mong muốn có một người phụ nữ như thế nào nè. Nói chung anh thì chú mong muốn bên nữ thì nói chung chỉ biết cách sống, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Thì bên đây vậy cũng muốn vậy. Sống đó. Tình cảm với nhau thôi. Từ giờ mình cũng đã trải qua cái giai đoạn nó khổ rồi. Rồi. Thật ra thì hai anh chị cũng có cái sự đồng điệu với nhau. Đó là cũng đã từng đổ vỡ và lứa tuổi thì cũng xem với nhau. Nên bây giờ là không có cần gì ngoài sự bình yên trong đúng gia rồi. Đình hết. Nhưng mà quan trọng hồi nãy anh nói là không thích người đi bar với vũ trường. Đây có thích không? Dạ em cũng ít đi. Em thì thường có những cái cuộc hẹn như bạn bè thì đi hát. Đi hát đi thôi. Hát karaoke. Hát karaoke và... đúng không? Vâng. Hát karaoke được không? Hát karaoke anh khoái hát. Đó rồi, vô. Ngon. Vậy là hợp đó. Nhưng mà bên đây hơi nóng tính, anh có nhịn được không? Anh thì nhịn nhục được, nhịn nhục phải không? Được. Nhiều khi mình nhịn vợ mình chứ nhịn ai đâu, nhịn sợ. Đâu quá, sợ mình nhiều nhịn khi nhịn vợ mình quạo quá, chửi vài câu cũng ráng nhịn nhục chút xíu. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Nói okay. Chung là có cùng cái sở thích rồi đó. Ừ. Nhà anh trai đi có mình. Rồi, có anh Quyền Linh lo cho anh ha. Rồi. Nhà gái đi với ai ạ? Dạ, chị ruột với lại một người bạn thân ạ. Dạ. Xin mời đại diện nhà gái. Lời đầu tiên thì tôi xin chào ông Mai Quyền Linh và bà mối Ngọc Lan. Dạ. Ngọc Lan là em gái út trong nhà. Số thì rất là khổ. Làm mẹ đơn thân 18 năm nay mà không có được chồng phụ cấp một đồng nào hết á. Tự lo cho con hết. Đến hôm nay thì con cái đã ổn định. Nói chung thì lớn tuổi ai cũng có cần có một bờ vai để nương dựa lúc tuổi già. Hai người có mặt trên chương trình này thì cũng có một điểm chung với nhau. Mong sao là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bởi vì ai cũng lớn tuổi và ai cũng đã từng đổ vỡ. Là nói chung là chúng ta từng trải rồi. Xin chào chương trình. Rồi, cảm ơn chị. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt nha. Mở rào. Đó, câu chuyện còn lại là của anh đó. Bình tĩnh nha chị. Anh đẹp trai. Mới lớn lên anh nha. Anh chào em. Dạ. Anh không muốn ngồi mồm tặng em nha. Em có gì em hỏi anh đi. Em đang có một chút bối rối nên là em nhường cho anh hỏi chứ. Em ở Đức Trọng là em ở gốc đó luôn hả? Dạ vâng. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở đấy. Ngày xưa anh ở ngay ngã ba nhà thờ Đức Trọng á. Buổi sáng thường anh đi nhà thờ này kia, anh ấy cũng đi lễ đó nhà thờ Đức Trọng. Dạ, em thì ngay chợ Đức Trọng. Thì em kinh doanh buôn bán và lớn lên ở đấy luôn. Anh thì hiện tại anh cũng làm ở Sài Gòn. Nói chung công việc nó cũng dễ, không có gì khó. Vâng. Với anh có làm thêm cái công việc ở ngoài nữa. Vâng. Vậy đó, nhưng cuộc sống nói chung anh thì sống nó ổn định. Vâng ạ. Nhưng mà hiện tại giờ anh ở với mẹ anh thôi. Từ mẹ anh là giáo viên về hồi giáo viên hưu á. Có em anh với lại hai chồng em anh nó lo rồi. Bản thân anh thì tự động anh lo mình anh thôi. Anh cũng muốn kiếm một người bạn đời sống biết chia sẻ buồn vui với nhau. Vâng. Còn anh thì anh không có nhậu à. Anh nhịn nhục được. Dạ. Ví dụ như anh nhịn em thì anh nhịn được. Ví dụ như người ngoài đời xã hội thì bắt buộc mình phải có tiếng nói rồi. Nói câu nhịn nhục thì nó hơi nặng một chút. Có thể là anh nhường em một chút khi em nóng. Thì đúng rồi. Dạ vâng, mà em cũng dễ dạy lắm. Em nguội rồi em cũng rất là dễ dạy. Dạ. Cuộc sống của em cũng còn
một chút lo lắng. Anh đến với em thì đừng có nói những cái điều lo lắng cái đã, mình cứ tìm hiểu nhau coi có những cái chung hay không, và có những cái mình hợp với nhau nữa. Còn vấn đề mẹ hoặc là bố thì anh còn mẹ, đó là một điều hạnh phúc ạ. Bố mẹ em đó mất hết. Bố anh thì mất lâu rồi, anh còn mẹ thôi. Còn nói về cái cuộc sống thì cái việc mà hợp nhau á, là quan niệm giữa hai người biết sống, biết nhường nhịn nhau mà sống thôi. Vâng anh. Em muốn về Sài Gòn sống hay là em anh về đâu anh sống cũng được. Em thì em luôn tạo điều kiện cho mình là mình có chút riêng tư cho nhau. Nếu như anh muốn em về dưới này thì em cũng về được. Hiện tại thì em ở trên đấy thì ở nhà của bố với lại chị gái anh ạ, và đứa con thì hai anh nó, thì một đứa đi Nhật và một đứa đi Đức. Nên là anh muốn em đi đâu em cũng đi được ạ. Hay quá. Anh cũng vậy nữa, cuộc sống hai anh cũng muốn đi đâu, anh muốn đi xa nữa. Bữa anh cũng nghĩ rồi, anh có nghĩ có thể anh vác cái ba lô, anh có thể anh về hướng Lâm Đồng hay anh về hướng Đà Lạt, anh về hướng Đồng Nai. Yeah. Anh tự gầy dựng anh sống được. Dạ yeah, vâng. Anh chỉ mong cuộc sống như vậy thôi. Còn đến với chương trình á, anh cũng mong, rất mong tìm được một người bạn đời. Anh nói thật sự luôn. Ở cái lứa tuổi của em muốn kiếm cho một mình cái chỗ dựa vững chắc, chứ còn không được lựa chọn để mà yêu đương nữa. Thì bởi vì cái rồi. Lứa mình nó đi rồi, dành lại cho con cái mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ anh bước tới nắm tay chị gái đi. Cho anh nắm tay em á. Đó, hai người đứng lên sát bên nhau nào. Nói chung đến với chương trình này anh cũng mong nó nói thật, anh sống nội tâm, anh sống tình cảm lắm. Dạ. Bao nhiêu năm tháng này cũng chơi bơi sống một mình không à. Em hơi run một chút. Anh có thể đi về trên đó tạo nghiệp với em cũng được. Vâng ạ. Em đi đâu anh đi theo đó, vậy thôi. Vâng, thì em cũng nói là tất cả mọi cái thì mình còn cần phải hiểu nhau nữa. Em cũng không tạo cho anh một cái áp lực để mà phải đi với em, hoặc là phải như thế này, phải như thế kia. Mình phải lắng nghe nhau anh ạ. Đúng rồi. Vâng. Chúng ta muốn tìm đi đâu đó, tìm một mảnh vườn nhỏ nhỏ rồi hai người trồng hoa, trồng dạ, cây. Dạ có hồ cá nữa anh ạ. Gần có hồ cá nữa. Dạ. Trồng câu cá vợ, kho vâng. cá. Em. Vâng. Cho nhau cái cơ hội để mình đến với nhau nha. Cảm ơn anh ạ. Ừ. Dạ. Anh thấy chị như thế nào ạ? Nói chung là rất là dễ thương mà cũng cân xứng với anh nữa. Thôi hai người về chỗ nào? Hai anh chị về chỗ. Quỳ Linh nghĩ rằng anh chị đủ để chúng ta có thể đưa ra một quyết định chính xác cho chính mình. Quyết định là của mình, chúng ta quyết định và chúng ta có trách nhiệm với quyết định đó. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Cùng bấm. Tuyệt vời. Anh chị bấm cùng một lúc với nhau luôn. Chính thức anh chị hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó. Như là vợ chồng son nhá. Lâu quá em cũng không được cầm tay một bạn trai mà đang hẹn hò. Vâng, cái cảm giác ấy nó kiểu gì ấy. Thanh xuân mình đang trở về đó. Hẹn hò như những lần đầu tiên anh chị nhá. Vâng, vâng. Thì không thiếu một nụ hôn đầu tiên nào. Mời anh. Em xin xin chị nha. Đó. Hai bên luôn, hai bên luôn. Trời ơi, cái người có kinh nghiệm hùng cái nó đã gì đâu. Ngược lại. Ngược lại chị. Hai anh chị làm cho em hạnh phúc lây luôn á. Thiệt. Mọi người có công nhận vậy không? Cái hạnh phúc nó lan tỏa khắp cái khán phòng này luôn á. Tuyệt vời đó. Đến tuổi này thì chúng ta chỉ cần bình yên, chỉ cần có nhau để dựa vào nhau, để chia sẻ lẫn nhau những vui buồn trong cuộc sống. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Vâng. Cảm ơn Quyền Linh nha. Rồi. Mọi người học lại. Khi nào hỏi rõ nguyên nhân thì xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 là đừng có mập. Không bị phệ, không khói. Cảm ơn chị. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa. Kỹ sư chắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thụy và nhân viên trong phòng là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nhá địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạt nhiều. Đúng rồi, đo đạt về đất. Bạn khối đất để bên đây đo không? Dạ.
Ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ quê Long An. Long An hả? Có dạ. Dẫn em về đâu đó không anh? Không, nếu chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc đưa của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, em tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ Đỗ Thụy á anh. À Khánh Thụy đó. Dạ. Đỗ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ. Chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp được thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, đủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Đậu này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia kia nọ. Nó làm em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới thay gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, mà ít có than lắm. Ừ không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là dạ, em rồi. Chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Cứ than xong rồi liền nướng đem uống vô em mất cổ á. Đúng rồi, than đúng. Nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính dạ. Xác. Mình giới thiệu mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được. Thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi. Đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao bạn la thử coi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mới gì tôi bực mình tôi. Ví dụ thôi, rồi la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm mình làm cho cái bản thân mình mệt tới chị, em mệt tới là em hết điên à. Bạn bực bội gì bạn làm gì giải tỏa. Bạn kêu chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ. Em thường ra cái cầu của anh. La cái em hết rồi anh. Đứng nhảy xuống cầu nha. Đứng nhảy nha. Em không tới có nổi mà phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể hết rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó. Khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, mà cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng mà em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh môn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương đau vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa ru nồng, mừng cô dâu trẻ nhu quy giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phấn hồng điểm tô mặc duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá em vậy? Em ca hát dạ, không hay. Từ hồi nhỏ thì ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đờn ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát hay. Ủa, quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường á, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời. Không, đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo gia đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều. Là em không thích. Ghen, thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có mình kiểm soát không? Mình ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau mới là mình đang tìm hiểu nè. Dạ. Tự nhiên bữa đó ảnh đi mà bạn biết ảnh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Có thì
Chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 lận. Đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới dữ vậy? Chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ con 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển á, mới qua. Đâu đứng lên dòm dòm. Dạ. Sao ốm mà vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai phụ nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi nói chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ mình? Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ em đi với cậu với mợ với hai đứa em coi. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Rồi vô anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mảnh tay anh rung rung rung. Anh nắng bóp bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Anh cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có. Nhưng dạ, mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển cho anh nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi. Gia đình em ở đây. Dạ, nhưng mà em muốn lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống, hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bấm chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ, ok. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Điếm nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp muốn chết luôn à. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều à, chứ anh không quýnh gái à. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi. Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói đó cắt chuông luôn á. Thật ra em người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em. Đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em hốt em mà lấy chồng vậy, em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó, chứ em có vô phòng la nó đâu. Vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được à. Chứ cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó.
suy nghĩ thật kỳ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút đâu lên? Trời đất ơi, tự tìm đi. 1 2 3 hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốt ra em hôn anh nha. Ở Sài Gòn có làm việc và em ở trên Đắk Lắk. À, mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghĩ là bất sở hữu của người ta đó, người ta làm lắm. Dạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Sơn, năm nay 26 tuổi. Em hiện giờ đang là tài xế cũng như là quản lý một cơ sở sản xuất nước khoáng đóng chai tại Đắk Lắk. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Quỳnh Linh và anh người chơi bên đó chào quý vị khán giả. Vâng, chào em. Dạ. Dạ em tên là Quanh. Quanh. Quanh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. 26 luôn. Quê ở Gia Lai, hiện đang làm thợ tóc ở trong này. Quê thợ ở Gia Lai mà sinh sống làm việc trong này luôn. Dạ. Nhà là mình có tiệm riêng hay mình đi làm thợ cho dạ, người ta? Em làm cho chủ. Làm cho chủ. Mình có thời gian để đi hẹn hò không? Dạ có, nhưng mà đi chơi hơi muộn. Mình làm tới mấy giờ thì mình nghỉ? Dạ 9 giờ tối. 9 giờ tối có nghĩa là giờ hẹn hò đi chơi là phải đi sau 9 giờ. Dạ. Cái ưu điểm của em là gì? Em thì tính thì luôn có trách nhiệm trong công việc. Nhưng mà có cái lúc ai mà làm không có nghĩ là hãy cằn nhằn lắm. Vậy còn cái điểm yếu của mình, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm á hả? Thì nói chung là nói hơi nhiều. Nói nhiều? À. Bạn có thích gái nói nhiều không? Dạ, nếu mà nói nhiều ấy thì không sao, nhưng mà đừng có cằn nhằn là được đấy. Bạn ở quê ở Đắk Lắk hả? Dạ không ạ, hiện tại em đang công tác ở Đắk Lắk và quê ở Thanh Hóa, em sinh ra lại ở Tuyên Quang. Nhưng mà vào Đắk Lắk là ở ngoài Đắk Lắk luôn, là quản lý cái cơ sở nước khoáng đó của bạn hay là bạn làm quản lý thôi? Dạ em làm quản lý mà cũng chung vốn với lại em anh trai. Có cổ phần. Dạ. Anh trai anh ruột của em. Dạ vâng. Như vậy kinh tế cũng ổn định chứ nhỉ? Dạ. Ủa nhưng mà xa lắm phải không anh Linh? Đắk Lắk thì vào đây thì cũng dạ, vài trăm cây số. Nhưng mà cô này ở Sài Gòn nữa, Đắk Lắk. Cô kia ở Gia Lai mà. Gia Lai là quê thôi. Gia Lai thì Đắk Lắk thì cũng gần nhau anh ạ. Đúng rồi. Cô chỉ vào Sài Gòn làm việc thôi mà. À, vậy là nếu lấy nhau là về quê ở luôn ha. Dạ, em không thích sống ở quê. Sao vậy? Dạ tại vì cái nghề này về quê làm không có được. Dưới quê người ta cả năm trời người ta mới đi làm một lần. Tại vì người ta đi ruộng suốt à. Trời ơi, Đắk Lắk sao đi ruộng? Ta đi ruộng đi rẫy suốt à. Giờ nó phát triển lắm mà em. Dạ. Em thích người phụ nữ như thế nào? Thì em thích người phụ nữ có cá tính, cũng phải có một chút gọi là quyết đoán nữa. À, bạn có nói được, bạn có làm được hay không? Nói chung ai cũng mong muốn là có một người con gái đoan trang, thùy mị. Rồi còn gì nữa? Cao thấp, nói chung là cao khoảng 1m60 trở lên và có vốn nấu ăn. Em cao mét mấy? Dạ em có cao 1m75 thôi chị ơi. 1m75 hả? Ủa em cao mét mấy? Em cao có 1m50 à. Có 1m50 à, được không? Được không anh? Dạ nói chung là có thể nhích lên nhích xuống chị ơi. Nhích lên gì được, chiều cao ta lại dậy được chứ nhích gì được. Tiêu chuẩn của em có thể nhích lên nhích xuống đó chị. À. Ủa mà trước này em có mối tình nào chưa? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. Trong 3 năm nay là không có đối tượng nào theo đuổi luôn hả? Có, nhưng mà tại vì công việc của em ở suốt trong tiệm á, thành ra nhiều lúc người ta rủ đi chơi mấy lần mà đi không được, thôi ta bỏ cuộc luôn. À, chà giờ cũng khó quá, hẹn hò thì cũng khó. Nhưng mà có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Thì nói chung hồi đó thì biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ được, thông cảm công việc của em làm là ok. Nhưng mà bây giờ cái cặp đôi này hẹn hò khó khăn quá anh Linh ơi. Cô đặt này bây giờ thôi. Cô làm suốt ngày từ xa, cô ở trong tiệm tóc luôn, rồi làm từ sáng đến 9 giờ trời tối. Em, ở trong tiệm tóc luôn vậy đó hả? Dạ. Ví dụ giờ cái người yêu em, ta có công việc ổn định ở Đắk Lắk, về quản lý cái hãng nước khoáng đó, nước suối đó, xong ảnh chạy xe, rồi ông thậm chí mở cái tiệm. Cho em mở cái tiệm muốn tóc trên đó ở Đắk Lắk luôn. Chịu không? Dạ được. Dạ được. Trời ơi, có gì đó thôi mà. Thì đó, cái đó phải để đàn ông thuyết phục chứ em nói sao được à. Bây giờ có cái điểm... mở tiệm muốn tóc, làm tóc cho cô ấy không? Có. Có luôn hả? Dạ. Nếu anh và em đến với nhau thì em sẽ có một tiệm muốn tóc, mà tiệm làm tóc thì em có chịu không? Dạ được anh. Dạ được.
giờ không cần đặt tiêu chuẩn gì luôn hả? Tình yêu ấy ghê không? Đưa ra quá chừng tiêu chuẩn luôn, cao 1m7, 1m6 gì đó, cuối cùng là không cần tiêu chuẩn gì hết. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Để chị qua coi mặt cho em nè. Không thích hả? Nói nhiều, nóng tánh. Nãy giờ anh là thấy có nói nhiều không? Dạ không. Ngoài ngoại hình? Không, hút thuốc. Ngoại hình thì cao 1m65 trở lên được rồi. Em có hút thuốc không? Chị thích em rồi đó. Dạ, em có hút thuốc nhưng mà nói chung có thể bỏ được chị ạ. Đó, thấy chưa? Rất là quyết liệt luôn. À, mình lấy nhau ra Đắk Lắk ở là mình ở chung gia đình cha mẹ hả hay là mình... Dạ không, em đang làm ở đó thôi chứ còn ba mẹ em vẫn ở Tuyên Quang. Nhưng mà giờ cái chỗ ở Đắk Lắk là có nhà cửa gì chưa? Hiện tại thì có nhà rồi chị. Nhà của ai? Nhà của anh trai, em đang gọi là công tác và ở nhờ đấy. Nhưng mà mốt lấy nhau là ở nhờ luôn hai chồng hay là... Dạ không, chứ cái này thì mình cũng phải tính chuyện ở riêng chứ chị. Ta có cổ phần trong công ty rồi, giỡn hoài. Thì phải hỏi cho rõ nè. Cô này cô đang ở Sài Gòn, cô làm việc. Rồi em ở trên Đắk Lắk. Mình có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau. Hoặc là mình xin nghỉ để dành cho nhau. Nghỉ là mất sở hữu của người ta đó. Ta làm tóc mà nghỉ ngày là mất sở hữu của người ta. Nhưng đồng ý mỗi tháng vô thăm cổ một lần không? Dạ được. Bây giờ bạn nữ người ta, phụ nữ ai cũng muốn nhõng nhẽo, dù khi người ta bệnh hay người ta mệt gì đó, rồi cái tối người ta muốn anh ơi gì đó mua cho em tô bún tô phở gì đó, rồi em ở xa quá rồi những khúc đó rồi làm sao? Thì lúc đó thì nhờ bạn kế bên. Hả? Đúng rồi. Nhờ ai? Ví dụ bạn gái kế bên. Được, tôi thích bạn rồi đó, rất là quyết liệt. Phải cô gái mới vậy mới được chứ. Nhưng mà bây giờ thì hỏi thiệt em nè, nếu như nãy giờ anh nói vậy rồi đó. Bây giờ trường hợp ví dụ lâu lâu anh xuống đây, một tháng anh xuống một lần anh chơi với em thì em có xin chủ để đi chơi rồi để tìm hiểu nhau được không? Không, giờ phải có sao hỏi thăm chị chủ ơi. Hôm nay có bà chủ em đi với em không? Dạ có ạ. Có, hỏi luôn. Trời ơi. Chủ đâu? Ở sân. À chào chị. Đó, có bà chủ quyết định luôn nè đó. Tình yêu là do chị quyết á, thì cho đi mấy ngày tuần. Trước tiên là chị thấy anh bên đó được không? À, cũng được chị. Thí dụ lâu lâu em trai này vô một ngày thì em cũng sẽ sắp xếp cho bé Oanh để nghỉ một ngày. Vậy thí dụ đám hỏi cho nghỉ mấy ngày? Đám hỏi thì em cho nghỉ nguyên tháng luôn. Tại lúc đó em tìm thở khác rồi. Trời ơi, thấy chưa? Giả dụ em và Oanh quen nhau thì em có thể về gia đình Oanh xin ba mẹ cho hai bọn em tiến tới. Thì lúc đó chị có thể sắp xếp thời gian cho bọn em không? Được chứ, tại vì cái chuyện đó đã chị cho bé Oanh hôm nay đến đây. Thì dạ. Cái chuyện để hẹn gặp nhau với em thì đương nhiên là chị phải quyết định cho bé Oanh nghỉ được chứ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, hiện giờ là ba mẹ em ở đâu? Dạ, mẹ đang ở quê. Ba mẹ em ở quê là làm gì? Dạ, mẹ thì ở nhà nuôi heo. Ba thì làm rẫy cà phê. À, kinh tế có ổn định không? Dạ, kinh tế thì bây giờ nói chung nó cũng hơi xuống. Cho nên em phải giờ em vừa đi làm mà phải vừa lo cho ở nhà. Em của em mới đi học ra trường. Em đi làm là em lo cho em đi học luôn. Dạ, rồi phải nếu mà dư thì gửi về quê cho mẹ nữa. Cũng vất vả quá ha. Thôi hy vọng rằng có anh ấy anh mở cho em cái tiệm tóc cho em đỡ gần nhà, vừa về chăm sóc ba mẹ được. Dạ. Đó, mà đã vậy là có cái công việc mình làm ổn định nữa. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định. Dạ, xin chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà có người mà chăm lo cho cuộc sống của em cũng như là tương lai của em thì em nghĩ như thế nào? Dạ được. Nếu mà anh có thể chia sẻ được, lo được cho em thì em ok. Anh nói thêm với em là công việc của anh thì nó cũng khá là bận rộn. Anh có thời gian dành cho em thì lúc đó em có thể thu xếp thời gian dành cho anh được không? Dạ được. Nếu mà em và anh đến với nhau thì anh nghĩ hy vọng là mình hợp nhau. Dạ. Bạn nữ là còn phải lo cho em, lo cho ba mẹ nữa, ngoài quê nữa, bạn có ngại gì không? Thì em của anh thì cũng như là em của em thôi. Cái vấn đề đấy thì em rất tôn trọng. Hồi nãy em nghe nói anh có thuốc hả? Anh có thuốc. Anh có thể bỏ thuốc được không ạ? Thà bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Dạ. Cảm nhận của em như thế nào về một người mà có nghề nghiệp như anh? Nói chung thì em thì không thích người làm nghề tài xế. Nhưng mà tại vì em nghe nói nghề tài xế làm đi hoài mà lăng nhăng lắm. Tại vì em hơi sợ. Nhưng mà anh làm việc hành chính. Tức nghĩa là làm trong ngày thôi chứ không có tăng ca. Nếu mà gọi là đi xa thì anh có thể gọi điện báo cho em biết. Dạ, ví dụ như mà quen nhau được rồi, cưới nhau về thì ở đâu anh? Ở nơi nào mà
cái công việc của mình nó ổn định. Cái việc về quê đầu tư ấy, thì một phần là góp cho quê hương phát triển, một phần là để dễ chăm lo cho ba mẹ. Thì em muốn ở riêng thì được không? Thì nói chung gọi là chăm sóc ba mẹ thôi, chứ còn mình vẫn ở riêng mà em. Thì anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường nói là mỗi người bước chân lên chương trình thì đều gọi là cho nhau một cơ hội. Thì không biết em có dành cơ hội đấy cho anh hay không? Anh đã chúc quán chung thì anh sẽ biết. Anh cũng như mọi người khác, anh đến đây, anh sẽ cho ai đó một cơ hội. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định Đắk Lắk và Gia Lai. Tuy 2 mà 1. 3 2 1 Rất là thiệt chứ, mình thích cái bạn này dễ sợ luôn. Bạn rất là quyết liệt luôn. Hồi đó giờ lên đây á, là toàn anh mình lên với các tường á, đề nghị nắm tay mới nắm. Còn lần này vừa bấm chung cái đứng lại là tự động qua nắm tay luôn. Thích bạn nữ chứ. Mình thích. Dạ, hiện sao? Tại là nói chung là cảm xúc dâng trào nên là khá run. Tặng bạn mẹ cũng nói là giờ tụi con muốn ở đâu thì ở, mẹ không có gì hết, nhưng mà phải về thăm mẹ thường xuyên chứ giờ ba cũng mất rồi, có mình mẹ, đừng có để mẹ tuổi thân là được. À, thì mẹ cũng ba mất lâu chưa em? Dạ ba em mất 8 năm rồi. 8 năm hả? Dạ. Lần sau mời mẹ lên đây ngồi với anh Linh nha. Nhà anh có mấy chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa thì lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra em sẽ được gần với ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mép mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em biết luôn rồi. Dạ. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Đôi khi sống chung sẽ có những xích mích không thể tránh được á, thì nó dễ gây hiểu lầm. Mình có thể ở gần thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Đúng rồi, thì đó là đứa kiếm nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Chứ làm sao mà thấy đi qua đi lại hai bên cho nó ok là được thôi. Chứ đừng có đôi lúc thì nhà này gần nhà kia xa thì cái vấn đề đó lúc mình cũng set up lịch hết rồi, ví dụ như từng này về thăm mẹ bên đây, từng kia thăm mẹ kia, nhưng mà lỡ đi làm về mệt cái nhà nó hơi xa quá, hơi lười cái này kia thôi, thôi hẹn lại thì nó cũng hay. Mình cứ ở sao mà cho gần hai nhà thôi, là mình có thời gian để mình chăm sóc ba mẹ là ok. Hai bạn đều là kinh doanh hết thì quan điểm là tiền bạc như thế nào chúng ta xử lý sao, ai sẽ là người quản lý đó, ai sẽ là người quyết định trong gia đình? Đối với em thì em không quan trọng người bạn đối diện kìa. Không có quan trọng ai giữ tiền, miễn sao giữ tiền là tiền để ra tiền là được. Em không biết là tương lai anh có muốn sinh thêm con không? Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mình sẽ trò chuyện với nhau để cảm nhận về nhau đầu tiên nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ em tên xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm Bình Dương, dạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. Băng keo, Phú quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ. Bình Dương luôn, mình dạ. Ở nhà Bình Dương với ai? Dạ hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Úc. Đó mời nhà gái. Mình giới thiệu đi cưng. Dạ lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả, em làm gì vậy? Em làm giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy đó hả? Dạ. Làm ở đâu? Dạ ở Gò Vấp anh ơi. Nana hả? Dạ. Na 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 na
Nói nghe nè cưng, em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút, hoặc là có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được cái điểm mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Rồi mời nhà trai kìa. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy?
Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. À, tên Trịnh Thị Hiếu ha. Hết hồn tưởng Trịnh Thị Kim Chi. Tên là Trịnh Thị Nana. Thôi, nhà trai điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Cái đó sau là hay đó. Dạ, sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có xung đột hay. Là phải im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sau ha. Dạ. Là tốt rồi. Nana nè, chị hỏi em nha, thực sự á là nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không? Yeah. Giỏi nè, chắc chắn là phải giỏi rồi mới là giám đốc của một cái trung tâm lớn, đúng không? Dạ. Yeah. Lý do gì em lại có mặt ở đây? À, có thể là mọi người hay nói với em là hồng nhan bạc phận đó chị. À, cái con đường tình duyên của em nó hơi lận đận chút xíu. Em mình nói luôn coi nè. Dạ. Là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Dạ. Thì lúc đó là mình còn hơi trẻ một chút, thì lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Thì cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản, nói chung là đổ vỡ là bởi gia đình chồng. Còn cho nên nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi. 3 năm. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Vậy bé trai mấy tuổi rồi Nana Hiếu? Dạ 5 tuổi anh ơi. 5 tuổi nhưng mà hả? Từ lúc chồng em bỏ em thì không, nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em gọi tự là em thân hết tự thân. Em trầm cảm trong vòng 2 nói tháng. Bên gái nó nghe tội nghiệp, từ lúc chồng em bỏ. Em nói là hai người chia tay với nhau. Lớn. Nó nhẹ nhàng hả? Người ta mà trong cái cuộc hôn nhân đó sau khi chia tay là cổ bị trầm cảm luôn á. Chứ không phải là đơn giản đâu. Em đã từng tự tử luôn. Trời ơi, chứ ghê vậy. Dạ. Sao lại liên quan đến mức như thế em gái? Đúng rồi, sao em lại tiêu cực vậy? Tại vì lúc đó là con em là nó mới có 2 tuổi đúng không? Lúc đó em lấy chồng em còn khá là có điều kiện, cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm, kinh tế đi xuống á, thì hai người đều hơi trẻ con á, không đủ sức để vượt qua. Cho nên bị tác động bởi nhà chồng nữa. Cho nên như vậy thì em sốc với điều đó đó chị. Con em lại khó nuôi nữa. Cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn đúng không? Dạ. May mắn đúng không? Trầm cảm 2 tháng sau đó quyết định là mình phải đứng dậy làm lại từ đầu. Tại vì khi nhà chồng, khi chồng bỏ em là cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Và em... hai mẹ con ôm nhau đi đó. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chưa em? Dạ, hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Thoải mái lạc quan lên nha. Yeah. À, xung quanh chúng ta có nhiều điều tiêu cực nhưng mà cũng rất là nhiều điều tích cực nha. Hãy nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Người ta đang chào em, người ta đang hỏi thăm mà cứ nghe thấy tiêu cực mình lo. Không, đó là trước kia thôi. Còn bây giờ người ta đã là giám đốc một cái trung tâm lớn về nha khoa rồi, cho nên yên tâm. Bây giờ mình chỉ muốn hỏi lý do là cái lúc đó, ngay cái thời điểm đó khi mà em đứng em tôi giờ tôi sợ những cái gì là súng xiết các thứ, tôi sợ bị bắn lén mọi người. À, ngay cái lúc đó thì bên gia đình mình á, tức là bên nhà ngoại mình á, thì có hỗ trợ gì em hoặc là đứng sau lưng em không? Em được một sự may mắn là ba mẹ em vô cùng tuyệt vời. Đó, chính vì vậy mà em vượt qua đúng không? Đúng rồi. À, em vì ba mẹ em, vì con em đã đứng lên, em làm lại từ đầu và đến bây giờ luôn. Không có sự hỗ trợ của bất kỳ một ai khác, chỉ là lấy ba mẹ và con làm động lực cho mình. Bây giờ là cháu 5 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ mở một cánh cửa khác để tìm hạnh phúc cho bản thân mình đúng không? Dạ. Thì ba mẹ em cũng có động viên là thì con bây giờ có ba mẹ cũng lo rồi, bây giờ con một mình thì cũng buồn cũng tội, cho nên cái động viên là tham gia chương trình đi rồi tìm một nửa của mình. Sáng suốt. Dạ. Rất là sáng suốt. Dạ xin mời nhà trai ạ. Đường tình duyên sao kể cho bà mối nghe đi. Nói chứ em trước khi em nói chị chỉ muốn hỏi thăm em là khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Thì em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử, thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng hơn cả tính mạng của mình, thì rất là ok. Em cảm mến không? Yeah. Chưa gặp mà đã cảm mến rồi đúng không? Yeah.
Rồi còn em thì sao? Cái đường tình yêu của em thì cũng cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Thì lúc đó hai đứa em đến với nhau và sống được một thời gian thì đổ vỡ, thì cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Lúc đó hai đứa còn trẻ quá thì cũng mới ra trường đi làm, xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Xong rồi nó cũng gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, cũng 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Bên kia là mấy năm 3 rồi? 3 năm. 3 năm. Năm. Bên đây là 5 tuổi, nè, bên đây là 6 tuổi. Bây giờ mình bỏ qua cái chuyện cũ đi ha. Mình đang hướng tới một cái mục tiêu mới, một cái tương lai mới. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ tạo cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp mới nha. Rồi bây giờ em gái, em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em nói cho bên nhà gái nghe thử xem. Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi. Em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí. Tức là một người khi mà nhìn nhận vấn đề thì nói chung là phải phải nhìn nhận một cách nó sâu xa hơn một tí, chứ không phải là mình cứ bộc trực mình nhìn một cái bề mặt của nó mà vội đánh giá. Thì như vậy nó không hay. Cái thứ hai là một người đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể thôi, nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là ok, người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó hoặc là cái trường hợp đó, ý như là anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Còn những cái công việc như là những công việc gia đình hoặc là nội trợ này kia thì em thấy phụ giúp rất là bình thường. Với lại em chỉ muốn hỏi thăm em là hiện giờ, nãy giờ chị nghe chưa rõ là cái công việc hiện giờ của em là gì? Em đang là trưởng nhóm kinh doanh của một cái công ty sản xuất băng dính và băng keo. Tức là hai người đều làm kinh doanh hết. Rồi đó, nhà trai yêu cầu vậy đó. Gái thế còn có... về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là chỉ ưa nhìn thôi, một là cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 63 gì đó, còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Thấp hẳn tức luôn. Tức là nhỏ thì nhỏ nhắn luôn. Mình cao mét nhiêu? Nếu như mang guốc 1m65 là mang guốc 7 phân á. Qua đây đi. Sao ông cứ ngồi ông liếc tôi rồi ông có một cái gì đó nó rất là dò xét về cái bên nhà gái tôi vậy hả? Muốn cái vấn hình. Đề là ông phải coi cái bên nhà gái tôi chứ không phải ông dò xét tôi. Mà tôi muốn chụp hình. Tôi là bây giờ tôi rất là sợ những cái gì mà thuộc lại hơi mà gọi là nhạy cảm một chút xíu. Ví dụ như tôi rất sợ là khi tự nhiên vô ông đương về cái tự nhiên ông tán tôi cái bóp, ví dụ tôi sợ lắm. Hiểu không? Chuyện đó nữa hả? Rồi xích xa ra đi. Để tự nhiên chữ ngang chữ ngược tôi vậy đó, tôi không thích. Rồi nè, đó nè, trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Rất là xinh luôn. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Nghe cái câu chuyện của em á, cũng rất là cảm động, nhưng mà em đã vượt qua rồi. Nó không nói nữa. Cũng mong là câu chuyện của em cũng sẽ nhiều người biết, để có đôi khi người ta bi quan về cuộc sống, người ta hãy nhìn cuộc sống tích cực hơn nha. Rồi, rất là xinh đẹp luôn á. Bây giờ cái mong muốn, cái mẫu hình mà bạn muốn là như thế nào? Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào con gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp. Nhưng mà trước tiên là phải cao. Cao. Với lại phải có tướng chút xíu cỡ như anh Quyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập mập chút ha. Mập chút thấy dự dẫm được. Chị nói anh Linh ốm đi rồi đó. Ốm rồi á. Anh Linh tự chối buộc bản thân mình và ốm đã được gần chục ký rồi đó. Không, nhưng trong mắt em anh Quyền Linh luôn tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 71 thôi. 71 ngon lành, ngon lành. Cũng được. Còn muốn múc ma múc mít chút xíu thì yên tâm có chị Hồng Dân hướng dẫn cho. Rồi cũng sẽ tăng cân thôi, không có lo. Chủ yếu là em chăm sóc ăn uống thế nào cho tốt thôi. Em có yêu cầu về tính cách này kia như thế nào không? Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi, nhưng mà làm nhiều. Và lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt. Nó mất thời gian quá, khi nào đi đâu mới chạy chuốt lần nữa. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng á, răng em tài trợ được. Có gì là
nếu mà nhà trai răng bị gì, nhà gái lo, lo hết, lo hết đúng không? Yeah. Rồi, bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. À, chị dâu và bé trợ lý nào? Bây giờ ý kiến chị dâu coi sao? Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân và chào tất cả mọi người đây ạ. Con là tên là con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được với lại hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nhiều thấy cơ bản hai người có hợp gì với nhau xứng không, có dạ, xứng không? Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ dạ. À, rồi trợ lý sao, trợ lý mình đi theo sếp biết mình thấy tính tình của sếp này có hợp với anh này không? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng mập tiêu không? Chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai chúng ta không vậy? Dạ em đi với mẹ. À rồi chào mẹ. Mẹ trẻ quá hả? Rồi. Mẹ cho ý kiến đi. Chào nhà gà, nhà trai. Thấy coi coi cô con dâu tương lai mình thế nào. Dạ em chào anh Hoàng Linh nha, chào chị Hồng Vân và chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương. Hai đứa cũng được. Xinh nét rất là tây luôn á. Xinh đẹp. Thấy có hợp tính tình mà có yêu cầu gì nhà gái không? Thấy cũng thì mị, cũng dễ thương là cũng được rồi. Có làm dâu gì không? Làm dâu thì rất dễ. Không có đòi hỏi dâu gì hết, mẹ chồng dễ lắm. À, rồi bây giờ là nếu mà có hoàn cảnh của cô gái, con trai mình cũng có đứa cháu rồi, bên đàn gái cũng có thêm đứa cháu này có sao không? Có ngại không? Không, cái đó là cũng bình thường thôi, không có gì ngại hết. Tại vì bên đó là cháu ở với mẹ hay gì? Với mẹ, cũng qua lại gì đó. À cháu ở với mẹ chứ không ở với ba. Dạ. Hai đứa nó về nó đẻ thêm đứa nó được không? Bình thường. Bình thường. Rồi, mẹ giờ mẹ hiền quá ha. Dạ. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Nó tóm lại là nãy giờ mình nói chuyện rồi, mình cảm nhận về nhau và nghe hai đại diện gia đình cũng nói rồi. Bây giờ là hai người gặp mặt nha, để coi mở cái rào ra mình có duyên nào với nhau không nha. Yeah. Nào, mở rào. Phú và Hiếu, à, Nana Hiếu. Chúng ta bắt đầu gặp gỡ xem. Đây là không gian của Hiếu đó, của Phú đó. Nào bắt đầu đi Phú. Quà, quà cáp, quà cáp đi, hai người đứng hình đơ hết trơn rồi đó. Tặng quà đờ. Thì thầy Tạch cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm thì tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em có chút quà em gửi anh. Rồi nói ý nghĩa món quà coi nào. Hiếu sao cái tập cái cây gì Hiếu? Cái cây này thể hiện bản lĩnh của đàn ông chị. Nói đi. Cái cây này có tên là cây lưỡi hổ thì nó có vẻ nghĩa tâm linh thì nó cũng có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích, thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của đàn ông. Rồi Hiếu mở quà của ảnh ra coi. Con gấu rất là dễ thương. Dạ. Rồi em cảm ơn. Sao vậy? Dạ thì em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Rồi đưa đây, đưa chị ôm giùm nhau. À đây, để đây. À, xin thông báo với nhà gái nha, nhà trai tôi là học đại học thể dục thể thao đó, nên sức khỏe là như hổ thật đấy. Đúng không em trai? Dạ. Chứ nhìn nhà gái tôi cũng đâu có vừa. Nhà gái thì khỏi nói rồi. Người ta đảm trách cả một cái gọi là cái văn phòng như vậy là không có vừa đâu. Thôi bắt đầu hai người cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi nào. Thì cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Yeah. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu. Tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Thế là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Yeah. Công việc của anh là hiện tại là anh ở Bình Dương hả? Là mình làm dưới đó luôn hả?
Mình nói chung là giáp ranh luôn, mình ở cầu vượt Linh Xuân á, ngay Thủ Đức luôn. Em biết hồi xưa em học dưới gần gần đó, học Thủ Đức. Thì anh gặp em rồi á thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi. Lại có nhan sắc nữa thì nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh đó, thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Thì nói chung là mình cũng hiện đại, mình ở thời buổi này mình cũng hiện đại, tức là mình ly hôn rồi nhưng mà ý là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái. Thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua rước con đi chơi. Còn cái vấn đề tiếp xúc thì nói chung là cũng khi nào mà dính tới chuyện con cái, chuyện học hành của con thì mình mới ấy thôi. Còn bình thường thì cũng ít. Là con ở với mẹ hả? Con ở với mẹ. Còn con em là sẽ ở với em. Hiện tại thì bố mẹ em nuôi, nhưng mà sau này khi mà con em lớn chút xíu thì sẽ ở với em. Thì không biết là anh có cảm thấy rào cản với điều đó không? Anh thì suy nghĩ như thế này. Tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con. Thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con. Muốn yêu thương con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Phải cho đi thì mới nhận lại được. Với lại tương lai em cũng, nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, giống như anh Quyền Linh đó. Đúng rồi. Lên cặp luôn đi. Nhưng mà không biết anh Quyền Linh có mong muốn có con trai không mà không có khả năng không? Hết khả năng rồi. Em cũng đoán vậy. Thì anh, em là một người sống khá là hiện đại, nhưng mà em cũng hướng về gia đình chứ không phải là hiện đại không. Khi bước ra ngoài xã hội thì em là một con người khác, nhưng mà khi về nhà em sẽ làm con người khác. Nữ công gia chánh là em làm được hết, và em muốn tự tay mình chăm sóc tổ ấm cho mình từ cái nhỏ nhất. Thì không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ cho việc nhà với em không? Nói chung là nếu một người đàn ông mà nếu mà nhận cái vấn đề đó là sở trường thì nó cũng không hay. Nhưng thật sự thì nói chung là nấu ăn hoặc là làm tất cả những cái việc đó thì anh không ngại. Có ngày xưa lúc mà chưa có máy giặt thì anh ngại duy nhất một cái chuyện là phải giặt đồ bằng tay thôi, là anh không bao giờ làm. Còn ví dụ chén thì vài thao anh vẫn không ngại, nhưng anh chỉ ngại duy nhất cái vấn đề là giặt đồ. Nhưng mà giờ là có máy rồi cho nên mình cũng không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà đồ nữ thì giặt máy không sạch, với lại nó sẽ hư đồ. Thì cái vấn đề bình thường thôi, tức là tại mình phải phụ nhau trong cuộc sống. Tức là hai vợ chồng phải đồng cảm và cùng chia sẻ thì nó mới lâu dài được. Chứ nếu mà mình cứ ỷ lại hoặc là mình giao trách nhiệm thì nó cũng không hay. Tức là bạn gái có hỏi ý hỏi em là có em có thể giặt đồ cho vợ hay không đó. Dạ, vấn đề đó bình thường ạ. Khi mà về một nhà thì nói chung là cái vấn đề đó rất là bình thường ạ. Anh cũng giặt hoài đừng lo. Quen rất là quen à. Mà không giặt không được em ơi. Không giặt là tối vợ cho ngủ chung nữa. Tại vì ngày xưa chồng cũ của em á, thì có quan niệm là có người giúp việc làm rồi, hay là có ba mẹ lo rồi, cái gì anh đó cũng nói là anh không làm được, anh sợ anh làm không tốt. Thật ra anh là một người tốt, nhưng mà anh cứ nói sợ mình làm không tốt bằng người khác, cho nên anh không thể làm bất kỳ việc gì hết. Thì nhưng ví dụ như mình có điều kiện mình có thể thuê người khác làm cho mình, nhưng mà nếu như tự mình làm cho nhau em sẽ cảm giác được yêu thương hơn. Với lại khi mà mình không có nói cái vấn đề gì, nhưng mà khi mà có một cái người giúp việc hoặc gì đó thì nó có một cái lợi nhưng mà nó cũng có một cái bất lợi, tức là nó tức là sẽ có cái sự can thiệp vào gia đình của mình nhiều quá thì mình sẽ mất cái hay trong cái gia đình. Quan điểm về hôn nhân gia đình của các bạn ngay trong thời điểm này như thế nào, hãy trao đổi với nhau đi. Quan niệm của em bây giờ thì nói chung là so với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp thì em cũng có tiêu chí, thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Thì em cũng đang có, sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng. Chứ mình không có, tức là mình đi làm thuê thì cũng nhiều rồi, cho nên bây giờ mình cũng xác định là mình đủ bản lĩnh, cái thứ hai là mình đủ kinh nghiệm thì mình phải ra mình làm cho bản thân mình. Em thì em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi. Và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng chứ cũng chưa có được lâu. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Bây giờ mình nghĩ đến tương lai đi. Thí dụ như sau này hai bạn có nợ với nhau thì mình ở đâu? Bình Dương hay là Gò Vấp?
hay là chúng ta về làm cái con nha khoa đó, hay là chúng ta làm kinh doanh cái gì nữa. Yeah. Tao bàn thử xem ý hai người thế nào. Nói chung là cũng gần em á, tính ra cũng không được 20 cây đâu. Yeah. Khoảng chừng 15 cây, nếu gần lắm khoảng tầm 15 cây thì nó cũng gần. Thì nói chung là đi lại thì nó cũng thoải mái, thì em cũng thoải mái trong vấn đề đó. Cái thứ hai là được một cái là em có một người mẹ rất là tuyệt vời, cái không bao giờ mà hà khắc hoặc là có đòi hỏi bất cứ cái gì với người con dâu, rất là dễ thật sự luôn. Em cảm nhận là có rất nhiều người xung quanh, nhưng mà em cảm nhận được là mẹ em là cực kỳ dễ thật sự, rất là dễ, cho nên mẹ em cũng không quan trọng. Cái lần đầu tiên cũng vậy, khi mà em lập gia đình mẹ cũng nói là tuy là giờ có một mình em là con trai thôi, nhưng mà mẹ cũng nói là giờ tụi con muốn ở đâu thì ở, mẹ không có gì hết, nhưng mà phải về thăm mẹ thường xuyên chứ giờ ba cũng mất rồi, có mình mẹ, đừng có để mẹ tủi thân là được. À, thì mẹ cũng ba mất lâu chưa em? Dạ ba em mất 8 năm rồi ạ. 8 năm hả? Dạ. Lần sau mời mẹ lên đây ngồi với anh Linh nha. Nhà anh có mấy chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa thì lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước, lại không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mép mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu, hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa. Em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em muốn luôn rồi. Đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Đôi khi sống chung sẽ có những xích mích không thể tránh được á, thì nó dễ gây hiểu lầm. Mình có thể ở gần thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Đúng rồi, thì đó là hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Chứ làm sao mà thấy đi qua đi lại hai bên cho nó ok là được thôi. Chứ đừng có đôi lúc thì nhà này gần nhà kia xa, thì cái vấn đề đó lúc mình cũng set up lịch hết rồi, ví dụ như từng này về thăm mẹ bên đây, từng kia thăm mẹ kia, nhưng mà lỡ đi làm về mệt, cái nhà nó hơi xa quá, hơi lười, cái này kia thôi hẹn lại thì nó cũng hay. Mình cứ ở sao mà cho gần hai nhà thôi, là mình có thời gian để mình chăm sóc ba mẹ là ok. Hai bạn đều là kinh doanh hết, thì quan điểm là tiền bạc như thế nào chúng ta xử lý sao, ai sẽ là người quản lý đó, ai sẽ là người quyết định trong gia đình? Đối với em thì em không em quan nói trọng với người bạn đối diện chưa? Không có quan trọng ai giữ tiền, miễn sao giữ tiền là tiền đẻ ra tiền là được. Em không biết là tương lai anh có muốn sinh thêm con không? Nói chung là ở đâu cũng vậy, nhà nào cũng vậy, có trai có gái thì nó mới đầy đủ được. Thì cũng như em thích gái thì anh cũng vẫn đang thiếu một đứa con gái. Với lại trong kinh doanh á, trong ngoài xã hội thì em như thế này thôi, nhưng mà khi mà em có người yêu em hơi nhõng nhẽo một chút, thì anh có khó chịu với điều đó của con gái không? Nói chung nhõng nhẽo thì cũng có cái hay, đôi lúc con gái thì làm nũng cũng hay, nhưng mà đừng có mè nheo quá, hoặc là đôi khi mít ướt nó hơi bị lố tí thì nó cũng không hay. Nếu là làm nũng với người yêu thì rất là ok, nhưng mà ở một cái mức độ vừa vừa thôi, chứ đừng có quá thì sợ lắm. Với lại em cũng hay ghen lắm. Ghen thì ai cũng phải ghen, nhưng mà anh có một cái là như thế này, cũng chia sẻ luôn. Tức là mối quan hệ xã hội là chỉ có đi làm rồi về cũng ít giao lưu với bạn bè. Anh chỉ thích là ví dụ như khi mình có bạn gái hoặc là khi mình có gia đình đó, thì mình đi làm mình sẽ dành thời gian, tức là không nhất thiết phải ở nhà gò bó, tức là mình phải vui chơi, mình phải đi đây đi đó, hoặc là hai vợ chồng chiều làm về mệt rồi chở theo mấy đứa nhỏ đi ăn đi uống đồ cho nó vui, chứ không phải là cứ về nhà cứ bắt đầu vẫn mang công việc về nhà thì nó không có hay. Tức là mình cố gắng làm sao mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình nhất. Hiện tại thì công việc của anh nó có bận rộn nhiều không? Công việc của anh thì nó cũng không quá bận rộn. Khi mình ra làm riêng thì có thể nó sẽ bận một thời gian, khi nó ổn định thì nó công việc nó cũng sẽ không có bận rộn lắm. Hiện tại công việc em nó cũng đã ổn định rồi á, thì nếu như có bạn người yêu á thì anh có thể một tuần hẹn hò bao nhiêu lần? Trời, anh thì cũng đã từng có những mối tình rất là xa, dùng từ rất là xa thì cũng không gọi là xa, nhưng mà ý là miền Tây cũng 200-300 cây, có khi một tuần anh về 3 lần 4 lần. Ví dụ quan trọng là cái động lực người đó mang tới cho mình đủ nhiều để mình đi hay không thôi. Em nghi kỳ này em dọn nhà quá mở luôn chứ đâu có hàng hòi gì nữa đâu. Mà ông mối tôi thấy cái cặp này mà về làm chung nha khoa là tôi thấy đúng sách luôn á, thiệt luôn á.
là đi đâu cũng có nhau, rồi hết làm thì dắt hai đứa nhỏ đi chơi, rồi có thêm đứa thứ ba nữa, gia đình năm người vui dữ. Rồi bây giờ thế này, em trai, em Phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Chúng ta cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện thế nào, em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Nào bước tới đi. Nãy giờ em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Để nó, nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Rồi cho anh xem xét được nắm theo. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Hãy nói những cái suy nghĩ của mình về bạn gái nãy giờ sau cuộc trò chuyện. Nói đi. Nói chung là ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau. Thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng cũng tương đồng. Có nhiều cái cũng rất là hay. Thì em cũng thấy là khi mà mình đến đây thì nó xứng đáng để mình tìm được một người mình có thể tìm hiểu. Mình có thể tức là ra bên ngoài mình có thể tìm hiểu nhiều hơn, mình có thể trao đổi với nhau rồi để coi xem mình có hợp hay không, hay là nhờ cái duyên mình đến đây thì biết đâu cũng giống như những người đã từng đến đây là họ sẽ có một cái kết viên mãn. Yeah. Nana thấy thế nào? Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vô mắt em. Chỉ là có dấu hiệu đang rối loạn. Ôi, đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp tim. Anh không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Hay bây giờ rung lắm rồi. Anh cầm tay em mà anh rung không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó để cho nó thoải mái nào. Chúng ta dùng âm nhạc để xóa đi những cảm xúc bối rối đấy. Nói chung là âm nhạc thì em có một đam mê rất là lớn. Thì nói chung là giờ Na thích cái dòng nhạc nào thì anh hát dòng nhạc đó. Trẻ, buồn hoặc gì. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. À, em thích rap. Vậy thì thôi rap một bài cái cây, đi. Một cái vườn gì đó. À, rap một bài đi. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nữ kia. Với góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn em thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với duyên tình. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Một bài hát rất là ý nghĩa luôn. Em hát không có hay. Thì mình rap đi, rap lại đi cứ. À, em, anh biết bài Thiên Đàng không? Bài đó hay lắm á. À, Thiên Đàng anh đã có từng anh nghe rồi nhưng mà anh chưa có thuộc cái lyric đó. Vậy thôi để em với anh hát riêng đi. Không, hát chung bây giờ đi. Hát chung hả? Ừ. Nana cứ nói hát một vài câu trong Thiên Đàng á. Giờ tự nhiên quên mất tiêu rồi. À, em hát bài khác nhé. Không, bài Thiên Đàng cũng hay đó. Quên mất tiêu rồi anh. Hát đi. À, hát bài Tìm Lại Giấc Mơ nhé. Đêm đi qua sao tim buốt xa, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm ấm, trong em cứ ngỡ một đời. Thế thôi. Hay mà. Nào, bây giờ chúng ta ôm nhau một cái coi nó cảm xúc 15 giây thế nào. Xem như một người bạn... chúng ta ôm nhau một cái nào. Phú. Hồi nãy Nana biết một lúc mà em ngồi em tâm sự cái chuyện của em á, chị hỏi bạn bên đây á, chị thấy mắt bạn rưng rớm á. Cảm xúc đó là cảm xúc rất là thật luôn á. Thực sự thì khoảng thời gian đó rất là kinh khủng với cuộc đời. Thử đi, bây giờ thử chúng ta tạm chia xa chừng một vài ngày, chúng ta hãy ôm nhau thử một cái nào. Coi cảm xúc là sao. Khi mà em nghe cái việc của Nana thật sự luôn á. Nãy chị nói chuyện em chị thấy chị cũng xúc động thêm. Cho anh xin phép được không? Tới đó, tim đập phình phịch không? Tôi còn hồi không ai thấy gì hết. Tôi còn hồi hộp dùm luôn á. Rồi hết 15 giây. Em thấy tim ảnh đập gì nào? Chúng ta trở lại trí đi nào. Tim em cũng vậy. Đó vậy là được rồi.
Vậy là chị thấy bấm nút được rồi đó cơ. Trở về vị trí đi Phú. Dạ. Cảm giác bây giờ tim Phú thế nào, thông báo mọi người biết đi. Tại sao? Em rất là hồi hộp. Hồi hộp. Tim đập mạnh ha. Dạ chắc đập gấp đôi bình thường. Nana cũng đã cảm nhận được cái sự rung động từ trái tim đó. Yeah. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Phú quay hẳn đằng trước luôn nè Phú. Giống như cái ghế này. Xoay cái ghế đằng trước luôn. Dạ. Yeah. Đúng rồi đó. Đấy, con để... tim buốt giá thế nào hãy cho cái nút bấm biết. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình mà mình có thể cùng nhau đi để san sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác đây chưa phải, chưa có rung động, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. Bởi nút bấm hết sức là quan trọng, đừng để mọi người hiểu lầm. Chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha các bạn nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình sau 3 tiếng đếm. Tim rung động sao là mình bấm vậy nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Một trái tim đỏ thắm đứng lên nào. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Dạ, xin phép chị nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và hãy trao đổi với nhau để hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ Phú hãy nhìn vào ống kính. Có nơi đó có gia đình của bạn Hiếu đang theo dõi chương trình. Và xin phép gia đình những người lớn cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Và hứa với người lớn điều gì? Đó, nhìn ống kính đó đó. Dạ, con xin chào bác và chị. Dạ. Thì ngày hôm nay cơ duyên cho hai đứa con gặp nhau ở đây. Thì sau khoảng thời gian chia sẻ thì thấy cũng có rất là nhiều sự tương đồng. Và cũng có những cái hướng đi về sau nó cũng có một điểm chung. Thì ngày hôm nay con xin phép bác và chị cho hai đứa con được được tìm hiểu nhau. Và con cũng hy vọng là sau này khi tụi con tìm hiểu thì cũng sẽ có sự đồng điệu và có thể đi xa với nhau hơn. Trời, con Hiếu nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là con cô rất là hiền, rất là phúc hậu. Và nhìn cô cũng hơi xì tin, từ đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là con anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ. Và con sẽ được có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Ủa con dâu rất là biết biết cách nói đấy. Nhưng mà anh... mẹ xì tin thiệt mà nhìn mẹ thấy cưng ghê á, mà mẹ trẻ quá vậy. Mẹ nãy giờ em nhìn là em muốn chị ôm thôi. Mẹ như tuổi rồi mẹ. Mẹ chồng. Cái gì? Trời ơi. À, sinh năm 73. Sinh năm 73. Vậy là à nếu vậy là cũng nhỏ hơn mình nhiều ha. Nhỏ hơn nhiều. Nếu vậy là hy vọng là lần sau mẹ có thể lên đây ngồi bên nhà gái. Nào. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để chúng ta đóng dấu ngày gặp mặt. Minh chứng rằng chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Nè vững vàng lên, mạnh mẽ lên nào nha. Bằng người, Nana người ta, là một người rất là cởi mở, một người rất là hiện đại đấy. Ừ. Một cô gái rất là thông minh. Chuyện nào em cũng mạnh mẽ như những cái vấn đề này đi. Đấy, nào. Rồi. Được. Sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật. Mình chán gì ha. Không, hôn má là cha hôn con đó ông ơi. Hôn tráng là cha hôn con, còn hôn má mới đúng. Rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng ấy, hy vọng là các bạn sẽ nhớ mãi những giây phút này và mong rằng sự kết hợp của chúng ta sẽ tạo nên một giá trị hạnh phúc và yêu thương, sẽ bồi đắp những mất mát mà chúng ta đã mất trong thời gian qua. Hy vọng là con đò này, con thuyền này nó sẽ đi mãi để vượt qua phong ba bão tố để tạo nên hạnh phúc riêng cho hai đứa nha. Yeah. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Yeah. Em cảm ơn anh Nguyễn Linh, em cảm ơn chị Hồng Vân. Bây giờ là những món quà dành cho các bạn. Đúng rồi, bây giờ mình nhận quà cáp đi. Trước không con. Đây là bộ son môi Yurika do thép Vina QA tặng cho Hiếu. Yeah, em cảm ơn. Xinh quá.
Còn đây là một bộ kem chống nắng Sun System Age Repair, giúp bảo vệ làn da của mình khỏi những cái tia UVA rồi UVB, ánh sáng xanh, vừa cung cấp dưỡng chất chống lão hóa. Đó, đây, thương hiệu này mới quá thành nó chưa có thuộc. Dạ. Cái này của Ý đó. Dạ, em rất ơi. Là tốt. Trời ơi, rồi Phú không có quà gì hả trời? Có chứ, quà đâu rồi? Đâu, quà mang lên. Đây, là gì đây? À, này thể dục thể thao nè. À, đầu tiên á là máy lọc không khí Toshiba gửi tặng cho Nana, máy lọc không khí gửi tặng cho Phú. Cái này tốt nè, mà chị đang xài nè, rất tốt luôn. Đây là thẻ Diamond để các bạn có thể đến hệ thống Finet tập yoga để có một tinh thần sảng khoái, khỏe, trẻ đẹp để yêu nhau nhiều hơn. Còn đây là gấu, bé gấu. Hai đứa xuống trước rồi chị chuyển cho nhiều. Đây là cái cây cọp đúng không? Cây lưỡi cọp. Lưỡi cọp. Nó sẽ tạo được phong thủy rất tốt, nó sẽ hút tất cả những cái chất độc, những cái phong thủy xấu xung quanh chúng ta để lan tỏa tất cả mọi điều tích cực nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Đi lên đây. Có ôm được không? Dạ. Cửa gì chưa? Dạ, dạ, ở chung với gia đình với má em. Có siêu thị đó. Dạ. Rồi bây giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ, thì bây giờ là hiện giờ ở chung với gia đình với má em. Là lấy vợ về là về làm dâu đó phải không? Dạ. Rồi nếu bên đây ta điều kiện đó ok thì bắt rễ là đi đúng không? Dạ. Rồi em nói đó là điều kiện cho phép. Để cho ông chuẩn bị hết ráo cái ráo không? Tinh thần, tinh thần chị. Tinh thần có cái gì đâu mà phải chuẩn bị. Thiệt tình luôn á. Rồi bây giờ lấy vợ về 1 tháng đưa cho vợ nhiêu? Dạ thì 3/4 tháng lương. 3/4 tháng lương. Dạ. Cũng được. Bây giờ rủ vợ về quê Gò Công thì có cái công việc gì, có xin được việc làm cho vợ không? Vợ làm điều dưỡng đó. Có quen biết rộng rãi gì không? Xin được việc làm không? Dạ, không làm xong siêu thị gì được không chị? Siêu thị làm gì có ai cần điều dưỡng? Chăm sóc ngành. Dạ, chăm sóc. Trời ơi, nhiều cái làm. Dạ. Ở trong thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nghiên cứu chứ. Bây giờ rủ vợ đi về quê mình thì là vợ hy sinh xa gia đình đi về quê mình thì phải lo được cho vợ. Dạ. Em là 35 tuổi đúng không? Lớn hơn vợ tới 7 tuổi lớn đó. Vợ là hơi ngại rồi đó. Em làm giám sát điều gì? Quản lý ngành hàng hả? Dạ, quản lý tổng. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ. Em xin chào, chào anh, rồi chào em. Chị. Chào mấy anh chị ở đây. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Long. Năm nay em 35 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc ở Tiền Giang. Em là quản lý tổ ngành hàng của Cốc Mắt Cầu Công. Siêu thị Cốc Mắt Cầu Công. Dạ. Rồi. Long 35 tuổi ở Tiền Giang luôn, quê Tiền Giang luôn Long hả? Dạ, em ở Tiền Giang. Quản lý ngành hàng ở trong siêu thị luôn. Siêu thị Cốc Mắt. Rồi. Dạ. Rất rõ ràng, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ. Kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Em tên là Châu Trần Tuyết Ngân, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở quận 8. Nhà ở quận 8. Em là nhân viên điều dưỡng. Nhân viên điều dưỡng, làm việc ở đâu? Em ở làm việc ở Sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh. Thành phố. À, quận 10. Dạ. Rồi. Đi nào, đến Tiền Giang chơi lần nào chưa? Về miền Tây chưa? Dạ. Chưa biết Tiền Giang luôn hả? Như quê em là như Gò Công, Tiền Giang. Ai? Quê nhà em là Gò Công. Em Gò Công á hả? Không, quê nội ở nhà Gò Công. Quê nội ở Gò Công? Dạ. Mà chưa về Tiền Giang lần nào? Không biết có chung không? Chung đó, nào. Gò Công, Tiền Giang chung đúng không anh Linh? Trời đất ơi. Trời ơi. Gò Công mà em nói chỉ... không biết phải Tiền Giang không? Ông là banh, chỉ nói quê nội chứ ở Gò Công mà không biết phải ở là Tiền Giang không? Trời đất ơi, chết rồi. Trời ơi, đó là vậy là gần nhau rồi Gò đó. Gò Công là một huyện của Tiền Giang. Gò Công gồm có Gò Công Đông, Gò Công Tây. Em miền Gò Công quê hương Trương Định. Đó. À, thôi bây giờ là Gò Công là một trong những cái nơi phải nói là du lịch cũng tốt, có biển nè ha, dàm láng nè ha, có rất là nhiều trái cây như là mít, xoài, ổi, mận, sabu chê, vân vân. Đó, giới thiệu sơ sơ vậy. Rồi có dịp về Gò Công chơi nha. Mà đặc biệt cái là quê hương của hai người hoàng hậu. Đúng Việt rồi. Nam. Đúng. Triều Nguyễn. Cho biết luôn em. Dạ, Từ Vũ. Dạ. Hoàng hậu Nam Phương. Đó, thấy chưa? Biết không? Không biết luôn. Trời ơi. Trời ơi trời, cô làm điều dưỡng ở đâu? Hả? Hoàng hậu Nam Phương không biết luôn hả? Rồi Từ Vũ biết không? Biết. À biết. Từ không, Vũ, Từ Vũ từ từ em sẽ biết. Trời ơi. Hoàng hậu Nam Phương là vợ của vua Bảo Đại đó em.
Rồi cũng vẫn ngơ ngác luôn. Để chút xuống đi rồi anh sẽ giải thích cho em Gò Công là gồm có những điều gì trong đó. Thôi bây giờ ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là em rất siêng năng. Siêng năng. Biết nấu ăn. Rồi. Và hát hơi dở. Hát hơi dở. Ủa là nãy đang nói khuyết điểm đó hả? Ừ. Ưu điểm mà hát dở hả? Hát dở thì chị đã hát dở. Cũng hát dở là ưu điểm hả? Dạ là hay hát. À rồi gì nữa? Bình thường thì em ít đi chơi ở nhà. Ở nhà thôi. Hơi lớn lên chút xíu em. Rồi khuyết điểm của em là gì? Hơi khó tính. Khó tính. Làm biếng, nói chung là ở nhà không có đi đâu, ít bạn bè, ít giao lưu với bạn bè. À chắc là cũng không giỏi lịch sử ha. Rồi ít đọc sách luôn ha. Đọc sách nhiều vô nha cưng. Trời ơi, những cái nhân vật đặc biệt như vậy mà cũng không biết, chết tôi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là kỹ tính, sạch sẽ, chỉnh chu. Dạ, còn khuyết điểm là nói chung ngủ ngại trước đám đông, ngại nói chuyện. Bình thường em xàm xàm được, giờ đám đông em run, em hay run. Bình thường sao, xào xào hả? Dạ. Xàm xàm. Xàm xàm. À, xàm cho nó vui. Dạ. Cuộc sống mà đôi khi nó áp lực, dạ, đúng không em? Dạ, áp lực. Em nói em kỹ tính là em kỹ sao? Ví dụ em vài cái kỹ chị nghe coi. Dạ, thì đồ thì em tự ủi, em đi làm. À. Tóc thì em 15 ngày em hớt 1 lần. À. Hát cho nó gọn đúng không? Dạ, nó gọn. Chạy nó quen rồi đó. 15 ngày em hớt 1 lần. Chắc cũng tốn tiền hớt tóc dữ ha, tôi thấy thường không, em hớt tóc đi quê đâu có nhiêu. Dạ. Hớt có 7 ngàn cái đầu, bo 3 ngàn là 10 ngàn. Hiểu như anh Linh là bao lâu cắt tóc? Dạ, là... massage luôn đó chị. Massage, dạ, anh là cứ 10 ngày làm lần, 10 Ủa? Ngày, 10 lần, 10 ngàn lần như đó. Ghê vậy trời, cắt tóc thì mình nghĩ là cũng tháng mới cắt lần chứ. Không có cần phải vô spa này cứ hớt cho mắt. Anh hớt dạo không? Dạ, gốc me không à chị. Gốc me, gốc ngoài đó. Rồi. Cứ đưa cái miếng dù úp cái lấy hớt cho toàn là xong. Nãy giờ thấy cũng là lanh lanh đó chứ đâu có phải ít nói gì đâu. Dạ vậy chứ em rung lắm á chị, em giờ em đang rung dữ lắm. Quản lý ngành hàng mà đâu có vừa. Thời gian rảnh thì em làm gì? Em... Dạ thì... Dạ em hả chị? Ừ. Dạ em rảnh thì mình em chơi thể thao. Môn gì? Dạ bóng chuyền, dở lắm. Chỗ nào mà cái vị trí nào mà tệ nhất là em đứng cái đó đó chị. Lụm banh đầu ví dụ như vậy á. Mà em thích lắm, chiều em ngồi ra phải chờ ngồi đợi tụi nó ra chứ đủ mới chơi. Tại nó đâu đánh đâu có banh đâu lụm. Dạ. Phải có đánh phải có banh lụm chứ. Là mê bóng chuyền phải không? Dạ, em thích. Mà em muốn dở lắm chị. Em là không có giỏi về thể thao gì hết. Em không có chơi thể thao. Rồi bây giờ em nói lớn lên cho bên kia nghe luôn nè. Tình trường của em như thế nào? Dạ, tình trường của em thì từ trước giờ em chưa quen ai là mối tình chính thức. Chưa quen ai hết? Dạ. Chỉ có mấy bạn bè giới thiệu thì cũng được hai mối nhưng mà chỉ đi dừng ở điểm uống nước lần đầu tiên là không thấy không hợp là không quen. Lý do sao em, người ta không hợp em hay em không hợp người ta? Em thấy em không hợp với người ta. Ủa? Em thấy người ta không hợp với em tại vì giống như là nhiều khi mới cái anh đó thì mới quen nhưng mà chưa hết mà ảnh giống như anh đi nói với tất cả mọi người, em giống như là bạn gái của ảnh thì mặc định em là bạn gái nhưng mà em với ảnh chưa có gọi là xác định, uống nước cũng chưa hay gì cũng chưa, giống như là đang làm chung thì ghẹo chọc vậy thôi. Cái ảnh nói như ta là em bạn gái ảnh, em ghét quá em dè luôn. Rồi một anh nữa thì cũng mới quen mà ảnh cứ nói chuyện theo kiểu cũng chưa xác định, cũng mới đi uống nước lần đầu mà nói chuyện theo yêu đương sến xuống với lại nói chuyện theo tình cảm mà em thấy không có thật nên em coi như là sến mà sến xạo không có. Dạ, thiệt đúng không? Em có thích lãng mạn không? Cũng thích nhưng mà giờ không thích gì vừa hết chứ làm quá em chạy trước. Làm quá là em chạy trước, phải từ từ. 28 tuổi chưa có mối tình chính thức, hôn chưa? Chưa luôn. Chưa chính thức mà. Chưa chính thức mà là coi như nắm tay rồi còn chưa nữa, lấy đầu hôn đúng không? Nắm tay à? Thì có nắm rồi. Nắm tay uống cà phê chắc cũng có nắm không? Nắm chắc được lần. Nắm được lần một à? Trời ơi, 28 tuổi xinh vậy mà chưa có bạn trai, chưa có nụ hôn đầu đời thì nghe hay quá anh trai hả? Dạ, tuổi thơ bất hạnh quá ha anh. Rồi bên kia cố gắng nha. Trời ơi, tuổi thơ bất hạnh. Tuổi thơ bất hạnh. Chị Thanh nói tuổi thơ bất hạnh. Không yêu với 28. Dạ, bất hạnh. Mà không yêu thì người ta cũng hay gọi là tuổi thơ bất hạnh đó chứ bộ. Hay, tình hay. Tình yêu nó làm ra nhiều cái hay lắm đúng không em? Dạ, dạ. Còn em có bất hạnh không? Dạ thì mối tình em thì cũng có, nhưng mà ấn tượng nhất là hai mối tình gần đây nhất. À. Chia tay cách đây 5 rưỡi là mối tình cuối cùng. Rồi sau đó thì cũng thề ở vậy, nhưng mà cơ duyên đến đây
Thầy ở vậy rồi sao đăng ký đây chị? Dạ, sao tự nhiên thích? Thích gì? Dạ. Hả? Dạ thế cái này khó là khó nói quá. Thích lấy. Dạ, dạ thích lấy gì? Thích người yêu hay là thích lấy vợ? Dạ thích lấy vợ. Thích lấy vợ dạ. Liền luôn ha. Nhưng mà điều trước đó là có bị cú sốc gì không? Là tại sao chia tay mà phải nghĩ là mình sẽ ở vậy? Dạ, tại vì có chị mối tình đó là khi em quen bé đó. Xong rồi cái em quen em bé đó chứ đừng quen con bé đó. Dạ em bé. Xong rồi khi em chuyển đơn vị công tác về với nhà đó thì năm tháng thì cũng còn quen. Sau là bé không chịu về. Cũng buồn. Thôi chia tay. Sao không về? Không chịu về quê cùng với mình. Tức là bé ở về Tiền Giang đó. Dạ về Tiền Giang hai đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi cái này cũng hơi ấy à, để anh hỏi thử coi bé bên kia có chịu về hay không nha. Tức là bé kia là yêu em, cũng yêu em nhưng dạ. Không chịu về Gò Công. Dạ. Nhà em Gò Công luôn hả? Nhà em ở huyện Chợ Gạo. Ở huyện Chợ Gạo. Em làm ở Gò Công. À dạ. Huyện Chợ Gạo nhưng mà nó trồng ớt không phải đúng không? Dạ Thanh Long anh. Đúng rồi Thanh Long ớt. Rồi bây giờ em gái. Dạ. Nếu mà lấy chồng á, em có thể về quê chồng ở dưới Gò Công được không? Em thì em xác định là mình muốn ở rể không? Hả? Ở rể. Xác định ở rể hả? Tại nhà em ở đây em muốn ở rể không? Là em có thể ở rể được không? Bên kia dễ thương lắm. Dạ. Dễ thương lắm. Suy nghĩ kỹ đi. Để từ từ em tính anh. Dễ thương lắm. Dạ. Trời ơi ở rể khỏe muốn chết. Dạ thì em cho em thời gian em nghiên cứu rồi. Khỏi nghiên gì trơn á. Khám phá. Anh thấy khỏi nghiên gì trơn á. Là chịu bé đi. Dạ. Dạ vậy chắc nếu mà điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi. Đúng rồi. Thì em cũng chấp nhận. Ở đâu công việc tốt hơn, điều kiện tốt ở thôi. Nói vậy thôi. Cho em nói cho em gái nghe nha. Gò Công với thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì. Bây giờ ta đi quốc lộ 50 ha. Dạ. Đi qua cầu Mỹ Lợi tới Gò Công rồi. Gò Công đẹp lắm em, có biển rồi kia, nó lãng mạn trữ tình lắm. Đi khoảng lộ tiếng mấy là tới Gò Công rồi. Thành ra là cũng không xa gì mấy đâu. Làm dâu làm rể cũng được hết ha. Em gái dễ thương lắm. Muốn có người yêu như thế nào? Em muốn người yêu là cao 1m7. Hả? Cao nhiêu? Xém. Lớn hơn em thì 2-3 tuổi. Lớn hơn 2-3 tuổi được. Có. Cái này bảo đảm. 7 tuổi. Lớn 7 tuổi. Mà nó 7 tuổi thì 2-3 tuổi với 7 tuổi nó có khác gì nhau đâu. Coi như 2-3 tuổi đi, 2 với 3 là 5 rồi. 5 thêm 2. 2 thêm 2. Còn 2 nữa hả? Bù vô tình yêu, đừng chăm sóc. Vậy biết quan tâm chăm sóc mà. Vì công việc thì em không thích bạn trai em làm việc mà có đi trực đêm hay này nọ. Em thích ở bên đó có đi đêm gì không? Không. Người con trai hoàn chỉnh. Làm công việc ở đó thì làm ngành hàng nó cực lắm, vất vả lắm. Ta nghĩ là rất là quan tâm. Ha, cái tính là vậy mà mới làm được cái công việc đó. Yeah. Em không thích gì người đàn ông? À, nói nhiều. Nói nhiều. Công nói việc nhiều mà hơi giỡn. Nói nhiều đúng không? Cũng có đôi khi nó hơi xàm. Nó xàm. Đúng rồi đó. Nhưng mà vui. Anh hứa với em đàn trai dễ thương lắm. Dạ. Yeah. Tốt không anh? Hứa. Có tuổi thơ dữ dội mà. Tuổi thơ nó hơi tục tặc. Trời, con gái xinh gì mà không có người yêu nó. Gì đã nói tuổi thơ vậy? Tuổi thơ bất hạnh. Tuổi thơ bất hạnh không tin á. Bất hạnh. Anh không tin là em ế tới giờ luôn á. Dạ, có người thân em đó anh cứ điện thoại. Hả? Có người thân em đi theo đó anh cứ giấu giếm gì không? Hay là kiếm thêm gì không? Có. Chắc chắn ha. Chưa có người yêu luôn nha. Chưa hung luôn mà. Chưa hung luôn mà. Chưa hung luôn mà. Ráng hồi hung nha. Hung đã. Trời ơi, tôi học diễn tả. Nụ hôn đầu tiên, trời ơi. Nhắm mắt lại, miếng mỏ lại. Đồ nó đã lắm em. Ráng đi cưng. Dạ. Ráng hồi hung nụ hung đầu tiên. Rồi 28 tuổi ha. Hôm nay em tham gia chương trình là ở nhà có đưa ra ba mẹ có kêu kiếm cái chuẩn mẫu người bạn trai tương lai như thế nào? Dạ không ba mẹ. Có coi thầy coi tuổi gì không? Em thì chắc kỵ tứ hành xung. Kỵ tứ hành xung thôi. Em là tuổi con gì? Tuổi con ngọ. Ngọ. Dạ. Tí ngọ mẹo dậu. Bên đây tuổi gì? Em tuổi Hợi. Hay sao quá, hơi quá. Tuổi Hợi được không? Được ha, tí ngọ mẹo dậu, chừng nào tiến tới hôn nhân được?
Trong một năm. Bên đây à, một năm mình kết hôn được không? Dạ em chuẩn bị hết ráo rồi chị. Hết dạ. ráo là có cái gì nói nghe thử. Dạ giờ dạ, chuẩn bị hết ráo chị đã có tiền cưới. Chuẩn bị tinh thần. Hết tinh ráo rồi hả? Cái dạ, ráo đó là sàm. Tôi tưởng hết ráo là hết rồi. Rồi có nhà có cửa gì chưa? Dạ giờ dạ, còn ở chung với gia đình chị. Với má em. Có siêu thị đó. Dạ. Cưới rồi bây giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ thì bây giờ là hiện giờ ở chung với gia đình với má em. Là lấy vợ về làm dâu đó phải không? Dạ. Rồi nếu bên đây ta điều kiện đó ok thì bắt rể là đi đúng không? Dạ. Rồi em nói đó là điều kiện cho phép. Vậy chứ ông chuẩn bị hết ráo cái ráo của ông tinh là cái thần, gì? Tinh thần chị. Tinh thần có cái gì đâu mà phải chuẩn bị. Thiệt tình luôn á. Rồi bây giờ lấy vợ về 1 tháng đưa cho vợ nhiêu? Dạ thì 3/4 tháng lương. 3/4 tháng lương. Dạ. Cũng được. Bây giờ rủ vợ về quê Gò Công thì có cái công việc gì, có xin được việc làm cho vợ không? Vợ làm điều dưỡng đó. Có quen biết rộng rãi gì không? Xin về được việc làm không? Yêu. Dạ, không làm xong siêu thị gì được chị. Siêu thị làm gì có ai cần điều dưỡng? Chăm sóc ngành. Dạ, chăm sóc. Trời ơi, nhiều thì cái làm. Dạ. Nói chung thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nghiên cứu chứ. Bây giờ rủ vợ đi về quê mình thì là vợ hy sinh xa gia đình đi về quê mình thì phải lo được cho vợ. Dạ. Em là 35 tuổi đúng không? Lớn hơn vợ tới 7 tuổi lớn đó. Vợ là hơi ngại rồi đó. Ủa, em làm giám sát điều gì? Quản lý ngành hàng hả? Dạ quản lý tổ ngành hàng. Em là tổ trưởng hay gì? Dạ đúng. Trời tổ trưởng tao có quyền nhận người. Em 35 tuổi thì em chưa quyết định mà em còn nghiên cứu lên cứu cái gì nữa. Bây giờ 35 tuổi muốn lấy vợ liền này mình phải có chuẩn bị hết cái kế hoạch tương lai nè. Như thế nào lập nghiệp sao, nhà cửa bao giờ mua, bao giờ có nhà riêng, năm nào sinh con, năm nào làm cái gì mình phải tính cho 35 dạ, tuổi đâu mà còn cái đó nghe. Là cái định hướng trên giấy tờ rồi chị. Đúng rồi. Nếu còn nhiều cái khoảng một trong đó mình chưa đi chi tiết hết nha, em cũng có rồi. Rồi bây giờ ngoài cái việc mà ba mẹ là hỗ trợ nhà ba mẹ mọi thứ rồi ngoài cái tinh thần ra đó, rồi em có được cái khoản nào để dành dụm chưa? Dạ cũng có ít. Có ít ít. Thì cái tôi rầu ông quá thì. Bây giờ yêu xa thì ông một ngày một tuần ông gặp bạn gái ông được mấy lần? À, dạ thì nếu mà ở quận 8 thì đâu có xa đâu. Quận 8 thì 60-50 cây số là tới. Bây giờ tôi một hỏi tuần. Từng gặp được mấy lần ông tính chi cho mệt vậy? Dạ được 2 lần. Hai lần. Dạ vâng. Rồi anh ráng hỏi bên đây coi được không? Từng được hai đó. Lần. Dễ thương đấy em. Đi vô mấy siêu thị. Mấy lần gặp hết á. Ta dọn siêu thị lên đây ta ở đây luôn đi. Vô siêu thị làm điều dưỡng. Mà nói với em nghe nha. Thực chất á là em đã làm quản lý ngành hàng ở siêu thị rồi thì ở đâu có siêu thị trên á. Dạ. Chuyển qua chuyển lại nó không có khó. Nếu cần anh xin cho em. Hả? Được chưa? Dạ. Không, anh xin cho em chuyển được. Rồi em vô làm cưỡng ngành hàng đó, quản lý ngành hàng đó em nhận nhân viên được bên kia được. Làm điều dưỡng nó vất vả hơn là làm quản lý ngành hàng. Vô đây ta kiểm tra ngành hàng không? Được không? Thấy anh ủng hộ cặp này đó, tại dân Tiền Giang có cảm cùng quê đó. Ha, cùng quê ha. Anh là quê Tiền Giang mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo không? Dạ em có cô với chị. Có cô với chị với bạn nữa. Rồi cho gặp cô của cô luôn hả cô? Dạ. Dạ, rồi, chào cô. Nay cô mặc áo nổi quá ha. Xin kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu trai và gia đình của cháu và các khán giả trong trường quay hôm nay. Tôi là cô ruột của Tuyết Ngân. Dạ. Thì theo cháu trai nói thì cháu ở Tiền Giang là Gò Công mà cháu ở Chợ Gạo hả? Dạ, nhà con ở Chợ Gạo, con làm ở Gò Công. Tại vì làm ở cấp mắt Gò Công, cấp mắt qua chút xíu rồi. Qua chút xíu. Dạ. Tại vì quê nội của Tuyết Ngân là ở Gò Công Tây. Dạ, vậy là giáp ranh với con á. Giáp ranh luôn. Con ở ngay ngã tư Giáp Hạt. Có cô có một bà dì ở Chợ Gạo, thành ra cô cũng biết ở đó. Dạ. Cô không biết vậy mà cháu không biết. Tại nói chung là cháu cũng ít có đi về. Thường là đám tiệc thì ba cháu đi về nhiều hơn, và cháu thì mất công việc á. Thành ra cháu cũng ít về. Hồi nhỏ thì có chắc theo nhưng mà lớn thì không có theo được. Cô thấy dân Tiền Giang dễ thương không? Thì nếu mà nói về dân Tiền Giang thì ok rồi. Nhìn cháu trai đây thì cô thấy cũng được. Hai cháu lên đây là một cái duyên. Thì cũng là do chương trình sắp đặt. Thì ở đây nói chung là gia đình cũng chờ một cái nợ của hai cháu nữa mà thôi. Thì ở đây là cô cũng tán thành. Tán thành cô ha. Dạ.
Có gì cô về cô nói với mẹ Ngân giùm nha. Dạ. Ngân dễ thì dễ thương á. Dạ, con cảm ơn cô. Cái tuổi 35 này thì cô hy vọng là cháu sẽ chững chạc là có thể lo cho cháu cô được. Còn về Ngân thì con cứ an tâm. Thì giống như là Ngân nó nói vậy đó. Là ngoài giờ đi làm thì cháu về phụ chuyện nhà. Tại ba mẹ cũng đi làm, cháu ở nhà. Chuyện nhà với phụ với chị. Chị đó đây. Dạ, tại chị ở riêng. Lý do mà Ngân nó muốn cháu về làm rể là tại vì chị có hai chị em thôi. Mà giờ chị thì đã ra ở riêng rồi. Thành ra thì Ngân nó muốn kiếm một người có thể mà ở rể được. Đó. Nhà ba mẹ lớn tuổi chưa cô? Cũng chưa có lớn tuổi gì lắm nhưng mà cũng có việc làm, cũng có đi làm. Thành ra nếu mà cháu có sắp xếp được hoặc là gia đình có thể thông cảm được thì mong là cháu sẽ về làm rể cho gia đình của Ngân. Còn nếu mà không được thì thôi là duyên nợ đi con. Duyên nợ đi thì chồng đâu thì vợ đó. Chưa gặp thôi, nó gặp đầu lia lịa rồi thôi. Đó là dạ cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Dạ em hả chị? Ừ. Em đi với chị họ của em. Dạ chào chị. Sau lưng hả chị? Sau lưng. Rồi cái hàng ghế đầu có ai không? Sau ghế. Rồi dạ. Không, nói đi mở rồi. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào Cát Tường. Dạ chào chị. Chào gái, cái là chào khán giả. Khi hồi đó dưới đó, ở dưới ở quê tôi coi chương trình này á là tôi khoe của Cát Tường không hả? Dạ. Cái ngang ngược lại á khi mà đi lên chương trình này á lại đi cho đặt trai. Nhưng mà tôi thấy á, lên đây chương trình chỉ có là mấy phút thôi nên nó không có mình thể hiện hết cái những gì mà cái ưu điểm của mình. Dạ. Nên thành ra thôi cho tôi bổ sung đi, như Quyền Linh nói là cái việc làm này kia thì thôi giờ mốt cung cho Cát Tường vậy đi, đặt Cát Tường bám đứng em mình đi là giờ cho Cát Tường nói vô giùm nha. Dạ. Cái gia đình của tôi là có cái truyền thống gì nè, là quý phụ nữ. Dạ. Nể và cưng phụ nữ. Dạ. Nếu ai mà, nghĩa là em là 30 mấy tuổi nhưng mà không phải là ế nha, đừng nói ế nha. Dạ. Chậm mà chắc, ai có cưới vợ là cũng có hạnh phúc hết, về cưng vợ mà không, cái đó là có gia đình là biết. Dạ, dạ. Rồi với lại mà em trai á thì chỉ có đi làm rồi gia chạm trong công việc thôi nên. Dạ. Lên đây á nếu mà nà quá thì em không có thể nói hết, còn như chị nói với em gái này là em chị sạch lưỡng, sạch sẽ kỹ lưỡng nha, mà gia đình chị á, ba chị á cũng có truyền thống á là cưng vợ, mà tới năm nay là ba chị là 86 tuổi mà vẫn kêu má chị là mình ơi em. Trời. Đó không hề quánh vợ, không hề gì hết. Dạ. Đó giờ chị nói lên nên cho Cát Tường nói thêm vô chứ có mấy phút là em chị không thể nào nói được. Dạ, rồi chị yên tâm, thông qua cái chương trình này hồi đó mình coi ở nhà mình không thấy cực khổ của cái chương trình, mình khi em mình có đăng ký rồi á thì thấy là cái cô gì đó cô gọi điện thoại nè, cô đi tới đi lui này kia, mình nói rất là cảm ơn chương trình. Rồi còn về cái phần mà nếu như ở để hay không ở để thì mình cũng nói là Long cũng có điều kiện tốt thì mình cũng nói, Long không dám nói thành ra phê hay sao, nhà là có hai anh em thì không có trồng ớt như Quyền Linh, nhỏ dưới là dừng dừa nha. Rồi nếu mà em gái về á thì nếu làm việc ở dưới này á, để mẹ chị phân tích, nếu mà làm việc ở dưới này á thì đi làm việc, hai đứa làm việc thì cũng có dừng dừa mình mướn người ta làm, còn nếu á về trên trở tạo điều kiện, nói chung là vợ đâu thuận tiện tốt á, cuộc sống tốt thì mình về trở, còn nếu sống ở đây thì cũng có cái việc làm là cũng tốt, thì cái đó là nhờ bà Mai với ông Mai đi. Dạ. Rồi chị cũng nói với em á, lên trên này rồi em cũng nên cho Long một cơ hội đi, chứ tại vì lên có mấy phút làm sao mình có thể thể hiện được cái cá tính tốt của mình được. Em quá lo cho em quá trời. Nói với chị vài câu quá. Chị yên tâm với em, chào chị đi. Dạ anh chào chị. Em nói chung tại vì em đây là phần ở đó thì em ở đây nhiều nên đến miền quê thì em cũng hơi hết vậy nên em cũng không làm gì ở dưới nhiều,
Nếu mà có, nếu mà chúng em có duyên thì có thể, nếu mà được thì em cũng phải về, đi theo chồng về quê làm dâu. Dạ. Nếu có dịp, nếu mà hai đứa bấm nút thì dạ. Tại cái cây ạ, vườn chị với nó có vườn, vườn sầu riêng cũng có mà vườn dừa cũng có. Trời ơi. Còn về phía Lâm, Lâm ơi, nếu cái quyết định là do em nha. Nếu mà ngay vị trí của em là chị bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi hai bên phân tích hay quá. Có bà chị thiệt á. Thiệt xuất sắc. Nói sợ em có vợ. Phải quên hỏi chị. Dễ thương mà ha. Chị. Rồi, giờ, được rồi. Hai hai người đám cưới chị cho gì? Bí mật. Bí mật. Nói mà mình không cho thì không được. Tới đó có. Phải cho một chứ. Tấn series. Thôi, có làm cho nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Nè, dài chỉ ha. Rồi. Rồi mở ra sao? Ráng nha Long. Dạ, đang cố gắng. Anh thấy được cái lâu tập trung chà lâu quá nó không lên kìa, màn này kéo hoài không ra. Rồi đó, cố lên, cố lên. Dương dừa dương thời gian này là của em nó lâu nè. Dương tùm lum cho cái gì vậy, ông tèn 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 rồi tặng em. Ông bớt xàm cho tôi cái nhau. Dữ lắm chứ không phải giỡn đâu nha chị. Rồi chào em. Chào. Lại khóc quá, anh nói xàm gì anh nói trước đi. Anh cũng gì cũng xàm xàm vậy thôi chứ nhiều khi trong đám đông anh cũng rung. Sao là anh thấy anh đâu có rung đâu. Rung. Không, gì đó là nhảy là nó nhiều hơn em nhiều quá. Vậy hả? Rồi, em làm ở quận 8 hả? Hay ở quận đường quên anh nó lộn. Ở Xuyên Hạnh. Dạ. Xuyên Hạnh. Em điều dưỡng. Có bệnh gì không? Hả? Có bệnh gì không? Điều dưỡng cho. Bệnh thì ai mà không có, suốt đời này ai mà không có bệnh chị. Nhưng mà đôi lúc cũng cần người điều dưỡng đó chị. Đó thì thuê luôn đi, thuê suốt đời đi. Dạ. Anh có hay nhậu nhẹt hút thuốc nhiều không? Em không thích nhậu nhẹt hút thuốc. Anh không nhậu, cũng không hút thuốc. Dạ. Được cái vậy. Ngoan. Ngoan. Em cũng ngoan. Em ngoan. Dạ em ở ngay chỗ nào? Nhà ở quận 8 ngay đường quốc lộ 50 luôn á. Ủa dạ, quốc lộ 50? Dạ. À, ngay chỗ của chung cư á ha. Đúng rồi. Em chưa về Tiền Giang lần nào? Em đi về Gò Công đó. À. Em về Công nội em hả? Về tới em. Có Gò Công là Tiền Giang đó trời ơi à. Thiệt chứ khổ ghê. Con... Em tưởng hai tuổi. Nếu mà có điều kiện anh sẽ kể lên toàn cái tuổi thơ mà bất hạnh của anh cho em nghe. Chứ giờ trên đây thì nó đâu có thời gian đâu mà để kể hết. Không có thời gian, sao không biết có thời gian. Ngồi cho tụi nó tới sáng luôn đó. Dạ. Tuổi thơ từ thả diều tới hái trầm rồi. Thì nó nhiều lắm anh, nó viết lên nhiều trang giấy lắm. Nếu mà có thì cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào hai bạn? Chị Cát Tường hỏi cảm nhận đầu tiên anh nói trước đi. À, anh nói trước. Em rất là xinh, dạ. Rất dễ thương, hiền. Nói chung là em thì thấy anh thì cũng được, nhưng mà chính em thì hơi nghiêm túc, em cũng ít nói chuyện, ít tiếp xúc với người khác, nên khi mà gặp người khác thì em hơi hạn chế nói chuyện. Người ta nhìn vô thì nói em khó tính, ít nói, nhưng mà không có gì riêng quen không để phải nói nhiều, cho nên em thấy anh hình như nói nhiều hơn nè. Anh nói nhiều. Đó, nhiều khi đó là một cái ưu điểm của anh đó. Thì anh làm trong siêu thị cấp mắt thì em biết rồi, xưa giờ em có đi siêu thị lần nào. Siêu thị cấp mắt thì chắc chắn là ai dân thành phố này chắc một lần tệ nhất là một lần phải đi siêu thị. Dạ. Thì vô đó thì em biết rồi. Môi trường kinh doanh cũng quảng cáo siêu thị hả? Hẹn hò đi, chuyện hẹn hò rồi sao? Hẹn hò rồi đi. Dạ. Bây giờ là anh thấy em thế nào không? Rồi anh sẽ hứa với gì đó, anh sẽ lên có em đi chơi ở đâu đưa ra vẽ một cái bức tranh lãng mạn chút xíu coi em thích cái gì, anh có thể làm gì để có thể anh chinh phục được em, đúng không? Đừng giới thiệu siêu thị hoài đấy. Thì chung mình cũng cảm nhận từ cái tiếp lần tiếp xúc đầu tiên, anh không biết nói sao dùng từ cho nó hợp lý. Thì con đường từ nhà em về nhà anh cũng gần. Anh
hồi nãy anh lỡ nói bên kia 2 lần rồi, thôi anh cố gắng nhiều lần hơn trong 1 tuần anh sẽ đến thăm em. Gì nữa? Không biết, thôi về em nói đi chứ anh cũng rung quá. Rung đứng lên tiến tới nắm tay bạn gái tặng bạn gái bài hát tỏ tình đi. Hát bài gì cho bạn gái đi. Dạ, hát hả? Ừ, hát nhạc bò công gì đó. Hát dở lắm nha. Hát dở rồi hát tạ. Vậy mới ấn tượng, hát hay là chuyện bình thường. Em hát nha. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô tôi ngồi hát cô nghe ớt trời ơi. Trời, tiếp đi, đang hay mà trời ơi. Không tốt lại chị. Đang hay à? Em không tốt lại. Mà mất hứng ghê. Thôi bây giờ vô tới chuyện kết hôn, sau này con cái làm sao, kinh tế trong nhà ai quản lý, rồi quyết định. Kinh tế trong nhà ai quản lý chị? Dạ. Kinh tế hả? Thì đó, một người phụ nữ là người biết vung vén, biết giữ tiền, đó là mới xây dựng gia đình hạnh phúc được. Dạ. Đó là gì, quy luật từ xưa về ông cha ta đến thế này rồi. Ông cha ta luôn hả? Dạ. Chứ nếu mà phụ nữ mà không biết vung vén, không biết giữ tiền thì cho có gia đình có làm có nhiều tiền đi nữa thì cũng hết, không có hạnh phúc. Con cái thì sao? Mấy đứa, con trai hay con gái? Em cũng thích trai hay gái? Thích con trai. Trai hả? Ừ. Anh luôn luôn trẻ con là anh thích rồi. Anh xin mấy đứa. Anh xin mấy đứa hả? Thì dù gái hay trai chỉ 2 là đủ. Tưởng như quên xin nhiều chứ. Thì bên đó chắc em có đảng viên không? Em chưa. Dạ. Đảng viên thì sinh con 3 thì nó... Chồng, lo đảng viên sinh con 3 không được. Không biết nói. Chị mà cũng nói xàm lắm á. Bây giờ nói một câu nào cho nó đàng hoàng, thuyết phục bạn gái người ta mới quyết định bấm nút hay không. Nhìn thẳng vào mắt nhau, không nhìn đi đâu hết. Nói một câu gì đó, cảm xúc của em, suy nghĩ của em hiện tại. Nói những gì, muốn gì. Mình đang suy nghĩ điều gì mình cứ nói. Nói thật như là người miền Tây vậy em ha, không cần phải hoa mỹ gì hết. Cô gái ấy cũng đang chờ chờ xem cảm nhận về em đó. Tụi em chưa có mối tình nào. Nếu em cảm thấy tin tưởng thì cho anh một cơ hội. Em cũng không biết. Lòng thấy trong người mình thế nào, tim mình có đập mạnh không? Dạ, có cảm là như nghẹn, nghẹn. Như nó nghẹn rồi đúng không? Dạ. Tim mà nghẹn. Thế này là anh không hiểu sao anh có cảm giác rất tốt về chàng trai này. Dạ. Mà nếu như một lần em về quê đi, em sẽ cảm nhận rất là nhẹ nhàng, rất là bình yên. Thật sự nó đôi khi nó quyến rũ nữa. Mình nghe nói quê thì mình thấy xa thôi chứ bây giờ phương tiện đi lại nó cũng dễ lắm rồi. Hãy về quê Gò Công của nội em. Hãy ghé qua nhà bạn Long, em thấy ở đó tràn ngập những tình yêu thương và sự gần gũi, chân thật mà hào sảng của người miền Tây. Anh nghĩ rằng đây là một chàng trai cũng đáng tin cậy. Anh ấy nói vậy thôi chứ trong mắt anh ấy rất là thật tình. Còn cái chuyện quyết định là do em thôi. Ha? Một cô gái chưa bao giờ đụng chạm đến chuyện tình yêu, có một tuổi thơ không hề đẹp chút xíu nào hết. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc, những cái cuộc thả diều ngoài bờ biển ha. Ở trong vườn dừa gì đó. Anh không có thể nói thêm hơn được nữa, nhưng mà anh thấy rằng là hai em cũng hợp lý với nhau lắm á. Chắc chắn rằng nếu mà có cơ hội nhiều, anh nghĩ rằng đây là một mối tình đẹp. Anh chỉ có như đó thôi, còn quyết định là do hai em. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Ôi, quyết định lắm. Là do bản thân. Ôi, của trái. Mình nói vậy thôi, mỗi người chúng ta sẽ có quyền quyết định cho con tim của mình. Các bạn đừng bấm vì tất cả điều gì cả, mà hãy bấm bằng cái đầu và bấm bằng con tim của mình nha các bạn. Các bạn bấm có nghĩa là các bạn trao duyên cho người đối diện. Các bạn bấm là các bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúng ta bấm là chúng ta đang thể hiện cái tình cảm của mình trước mặt bà con thân thuộc, trước mặt hàng triệu khán giả. Chúng ta không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Thích thì bấm, không thích thì để cho người khác bấm. Đừng bấm vì điều gì cả nha các bạn nha. Các bạn bấm mà
mà các bạn không rung động trái tim, tức là các bạn hại người đối diện đấy. Thành ra là hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại đi. Chúng ta có 30 giây cảm nhận tất cả gì đã trôi qua, những lời nói, những cử chỉ, những hành động, rồi sau đó mình quyết định cũng không muộn nha. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau trước đi hai em. Tay nhau nào. Long, hãy cố gắng lên nha. Một cô gái rất dễ thương đó. Cô ấy vẫn còn một suy nghĩ điều gì đó. Vẫn còn gọi là 50-50. Anh biết chắc chắn điều đó. Nhưng bởi vì chúng tôi luôn luôn mong muốn mọi người có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Và chính em là người tạo cơ hội cho em đấy Long nha. Yeah. Hãy chăm sóc, quan tâm đến cô gái mà em đang nắm tay. Rồi, hôm nay là một ngày rất là đẹp trước mắt mọi người. Ngày hôm nay là ngày các bạn đồng ý hẹn hò với nhau, có nghĩa là đã có tình cảm với nhau. Chúng ta đừng làm trái những gì mà nãy giờ mình nói với nhau nha. Nói chơi vậy thôi chứ nó rất là linh thiêng ở hai cái ghế này. Người ta đã lấy nhau nhiều lắm rồi đó. Hy vọng rằng mai mốt rủ anh về Gò Công ăn đám giật, đám cưới. Đám cưới, đám giật, đám dỗ về mấy lần luôn á. Gò Công anh về hoài luôn á. Nhớ nha, có đám dỗ gì cũng rủ anh nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi, hãy xin phép hai bên hôn nhau đi bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã hẹn hò trên sân khấu, của bạn muốn hẹn dạ, hò. Dạ cô ơi, cho con xin hôn em. Ngân nha cô. Cô chấp, chấp nhận thấy chưa? Đó. Cô ngày má, cô ngày ngày tóc. Cô ấy chưa hôn lần nào nha em, trai. Tiếp đi Lòng. Hôn ngày mà một nụ hôn thật nhẹ đúng nhàng. Rồi đây là cái hôn đầu tiên, cảm nhận chúng tôi muốn các bạn hôn thật để chứng minh rằng các bạn bấm nút vì trái tim của mình. Nào bắt đầu làm lại nhiều lần nữa nha, cố gắng lên ha. Chúc mừng nha, hãy tin là anh đi, cố gắng lên. Nào đây là những chiếc vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 đi chiến thắng gửi tặng các bạn. Phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng từ thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc gửi tặng hai bạn. Và đây là bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Một cặp gối niệm đồng phú thuộc tập đoàn công nghệ, thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một cái phiếu mua hàng giảm giá 25% trên tất cả cửa hàng trên toàn quốc. Một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Cái TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn kết hôn. Rồi, vẫn nắm tặc tay nhau nào, dù là nhiều quà. Đây là mối tình đầu của cô ấy. À, chúng tôi đã nói giúp cho bạn rất nhiều, phần còn lại là ở chỗ bạn. Em. Đúng rồi, cố gắng chăm sóc cô ấy thật kỹ lưỡng. Yeah. 35 tuổi rồi, lần này quyết chiến, quyết thắng, lấy vợ luôn nha. Yeah. Hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn. Nhiều tiếng đi. Dạ, con cố gắng chăm sóc Ngân. Dạ, con không biết nói gì nữa thôi. Gắng lên nhà Lòng nha. Dạ, con mừng, vui quá. Rồi, mừng vui quá. Rồi, cảm ơn, chúc mừng hai bạn. Mừng vui quá ha. Mừng vui.